Chương 11 Kiếm thuật triển lãm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiểu thần, ngươi trước cùng ta nói một chút, kiếm đối với ngươi mà nói, đến cùng là cái gì? Kiếm đấu la hỏi Để Long kiếm, là ta võ hồn, là ta vũ khí, kiếm, là ta dọn sạch ta tương lai trưởng thành trên đường hết thảy trở ngại dựa vào Kiếm chỉ chỉ, đánh đầu thắng đó Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân Mộc thần gần từng chữ nói ra Hai, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân Kiếm đối với ngươi mà nói thì loại tồn tại này sao? Mỗi cái chân chính kiếm đạo tu luyện giả đều có của mình kiếm đạo lĩnh ngộ Ta không thể nói ngươi đối với kiếm lĩnh ngộ cùng ta khác biệt liền nói không đúng, ngược lại là rất tốt Kiếm đấu la nghe được mộc thần mà nói cũng là cả kinh Nói thật, đây quả thật là vượt ra khỏi kiếm đấu la đoán trước hắn còn tưởng rằng Mộc Thần trả lời chỉ có phía trước nhất một câu. Dù sao hiện tại Mộc Thần chỉ có 6 tuổi mà thôi, nhưng là hiện tại đối với kiếm đã có chính mình cảm ngộ, cái này vô cùng kinh khủng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Muốn không đến bây giờ tiểu thần thế mà thì có như thế quả quyết sát cơ, nhưng cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Cái này cũng làm rối loạn kiếm đấu la kế hoạch lúc trước, tiểu thần cùng mình đối với kiếm lĩnh ngộ cùng mình không hoàn toàn giống nhau, chính mình tu luyện thất sát kiếm đạo không thích hợp tiểu thần, không thể trực tiếp truyền thụ chính mình tu luyện chi lộ, nhưng là còn có thể truyền thụ một số thông dụng đồ vật. Thần ca ca nói lời thật thâm ảo dáng vẻ, tuy nhiên Vinh Vinh nghe không hiểu nhiều, nhưng là Vinh Vinh cảm thấy thần ca ca nói lời này vô cùng bá khí. Trử Vinh Vinh nhìn trước mắt một thần âm thầm nghĩ đến. Ngươi lời nói này cũng là làm rối loạn ta lúc đầu chỉ đạo kế hoạch, ta trước hết cùng ngươi đại khái giải thích tu luyện kiếm đạo nhất đồ mấy cái giai đoạn kiếm đạo lĩnh ngộ phân làm kiếm khí kiếm thế tỉ mỉ sau đó bước vào nhân gian hợp nhất cũng gọi kiếm tâm đã biết cảnh giới tối cao làm kiếm ý tức kiếm chi ý cảnh mỗi người đều có của mình kiếm đạo lĩnh ngộ như vậy sinh ra kiếm đạo ý cảnh cũng sẽ khác biệt phụ thân của ta năm đó cũng là muốn thông qua chiến đấu lĩnh ngộ được kiếm chi ý cảnh nhưng là thất bại Kiếm đấu la ánh mắt nhìn về phía nơi xa chậm rãi nói ra. Lão sư kia, ngài trước mắt kiếm đạo cảnh giới là. Mộc thần thăm dò tính mà hỏi thăm, nhưng là kiếm đấu la, đối với mộc thần trùng kích còn là rất lớn. Tại mộc thần vốn có trong ấn tượng, đấu la đại lục phía trên hồn sư, đối tại chính mình võ hồn cực kỳ cực độ ý lại, đối với mình võ hồn tu luyện bên ngoài sự tình cơ hồ cũng là không có hứng thú, ngoại trừ võ hồn bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì phương diện khác tu luyện. Nếu không, đường tam quỷ ảnh mê tung, khống hạt cầm long chờ một chút chiêu thức kỳ thật tại huyền huyễn đại thế giới long cũng không tính là, nhưng là những chiêu thức này lại có thể một mực dùng. Nhưng là đường tam đối thủ cơ hồ thì không có cái gì biện pháp ứng đối, vẫn như cũ là bằng vào chính mình võ hồn cùng thuần túy thực lực đi áp chế mà thôi, có thể thấy được đấu la đại lục trên tổng thể con đường tu luyện đều là cực kỳ duy nhất. Ai, không hổ là huyền huyễn giới cống thoát nước. Nhưng là hiện tại kiếm đấu la lại nói lên đấu la đại lục phía trên kiếm đạo tu luyện thế mà còn có những cảnh giới này phân chia, cái này khiến Mộc Thần đối với đấu la đại lục phía trên hệ thống tu luyện lại nhiều hơn một phần nhận biết, có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy thấp. Vẫn là muốn ổn thỏa một số, không thể khinh thị a, à, Mộc Thần âm thầm nghĩ đến. Kiếm tâm cũng chính là nhân kiếm hợp nhất, nhưng là ta cùng phụ thân của ta một dạng, cũng không cách nào đột phá đến kiếm chi ý cảnh. Nhiều năm như vậy đi qua, còn không có có bất kỳ tiến triển nào, có lẽ đời này cũng đã vô vọng đi. Kiếm đấu La nhìn lấy Mộc Thần nói ra. "Tốt, tiểu thần, ta hy vọng ngươi về sau có thể vượt qua ta, đạt đến mới nhìn thấy cảnh giới, dù sao, thiên phú của ngươi so ta cùng phụ thân của ta cao hơn." Kiếm đấu La tràn đầy hy vọng mà nhìn xem Mộc Thần nói ra. "Từng, lão sư, ta sẽ cố hết sức." Mộc Thần gật đầu nói: "Tốt, hiện tại bắt đầu, ta thì hướng ngươi triển lãm mấy cái khác biệt kiếm đạo cảnh giới, ngươi trước hoàn chỉnh xem một lần." Kiếm đấu la nói xong, trong tay cũng là nắm chặt thất sát kiếm, Mộc Thần thì là trừng lớn ánh mắt của mình, nghiêm túc nhìn lấy kiếm đấu la mỗi một cái động tác, sợ bỏ qua. "Kiếm giả, tiên sinh kiếm khí." Kiếm đấu la tay cầm thất sát kiếm, sau đó thất sát kiếm chung quanh trống rỗng xuất hiện vô số nói tinh tế tiểu kiếm khí tản ra kinh khủng sắc bén, tuy nhiên cá thể nhìn qua không lớn, nhưng là tụ tập cùng một chỗ, như vậy uy lực thì rất khả quan. Lại tụ hợp thế. Kiếm bất động, kiếm thế thành, lạnh thấu xương vô cùng, áp bách đối thủ đồng thời còn có thể tăng cường lực công kích của chính mình. Kiếm đấu la thanh âm rơi xuống, một thần chỉ cảm giác xung quanh mình đều có một cổ cảm giác áp bách, để cho mình rất không thoải mái, cái gì cho tới trở ngại hồn lực vận chuyển bình thường trình độ, mà kiếm đấu la thất sát kiếm phía trên sắc bén để mộc thần đã là không dám nhìn thẳng. Tụ thế về sau chính là tỉ mỉ, kiếm khí ngưng tụ không tan, kiếm thế tùy tâm sở dục. Mộc thần ánh mắt nhìn lấy kiếm đấu la thất sát kiếm chung quanh chung quanh kiếm khí dường như đều có sức sống đồng dạng, mà lại biến đến càng thêm ngưng thực, giống như một cái đem lợi kiếm đồng dạng, mà tại trên người mình cảm giác áp bách cũng là biến mất. Sau đó một thần trước mặt một cái tiểu hòn non bộ đỉnh núi cũng bắt đầu lay động. Hiển nhiên, tại kiếm đấu la kiếm thế khống chế phía dưới, toàn bộ áp bách đều cực kỳ tinh chuẩn tác dụng tại một cái vật trên hạ thể, mà không phải phạm vi tính bao trùm. Cái này thì tương đương với kiếm thế bị tùy tâm sở dục ngưng tụ, quy lực lần nữa gấp bội. Tỉ mỉ về sau, bước vào kiếm tâm. Kiếm tại trên tay ngươi cũng là một kiện vật sống, đồng bọn của ngươi, thậm chí là thân thể của ngươi một bộ phận, đem chính mình cùng kiếm chăm chú liên hệ tới, tưởng tượng chính mình biến ảo thành kiếm có thể đem trước mặt lĩnh ngộ tác dụng với mình. Nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm. Kiếm, cũng là người. Một kiếm đấu la chậm rãi nói ra, thân hình lóe lên, duỗi ra tay trái của mình ngón trỏ, trực tiếp đem hòn non bộ đỉnh núi gọt sạch, không có sử dụng bất kỳ hồn lực hoặc là hồn kỹ. Một bên một thần cùng trữ vinh vinh đều là nửa ngày không khép được cầm của mình, nguyên lai kiếm đấu la thực lực cường hãn như thế, không hổ là đại lục đệ nhất lực công kích. Một thần ánh mắt bắt đầu biến đến cùng nhiệt, cái này chính là mình một mực theo đuổi cảnh giới cùng thực lực. Tiểu thần, tuy nhiên thất bảo lưu ly tông hồn sư trong ngoài cùng nhau khoảng chừng năm nghìn chi chúng, trực hệ đệ tử chỉ có mấy trăm, nhưng là ta vẫn luôn không có phát phát hiện bất luận cái gì thích hợp tu luyện kiếm đạo người. Hoặc thiên phú không đủ, hoặc tâm tính quá mức vội vàng nông nóng, hoặc là chỉ là tri kỳ thế mà không biết nguyên cớ, kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ còn tại rất nông cạn phương diện cho nên ta vẫn luôn không có tìm được thích hợp người thừa kế. Nhưng là ở trên người của ngươi ta nhìn thấy càng thêm chói mắt thiên phú, ta hy vọng ngươi về sau có thể siêu việt ta cùng phụ thân của ta. Cho nên, ta đối với yêu cầu của ngươi là, hồn tôn trước đó lĩnh ngộ kiếm khí, hồn vương trước đó lĩnh ngộ được kiếm thế, hồn thánh trước đó lĩnh ngộ được tỉ mỉ, đến mức kiếm chi ý cảnh, toàn nhìn ngươi chính mình lĩnh ngộ năng lực. Kiếm đấu la nói ra kỳ vọng của mình tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Chuẩn đại hồn sư Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Từng, lão sư, ta sẽ cố hết sức. Một thần cũng là gật đầu, nhìn trong tay để long kiếm, cũng là nhiều hơn một phần kiên định cùng hy vọng. Tốt, đầu tiên bước đầu tiên kiếm khí lĩnh ngộ, đây là cơ sở cũng là đơn giản nhất hiện tại đem hết toàn lực hướng ta công kích chú ý lợi dụng được ngươi đế long kiếm ở trong quá trình này chú ý cảm ngộ đến ngươi đế long kiếm kiếm đấu la mở miệng nói đúng lão sư một thần nhẹ gật đầu sau đó đôi mắt to sáng ngời cũng là nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm kiếm đấu la sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên tuy nhiên không bằng trước đó kiếm đấu la tùy ý nhanh như vậy nhưng là vẫn như cũ là để kiếm đấu la giật mình thân thể lùi lại nhẹ nhõm tránh đi mộc thần kiếm phong đây chính là ảnh thân pháp mộc thần thi triển cũng chỉ là một bộ phận mà thôi tên là tật ảnh mộc thần một kiếm không trúng sau đó ngay sau đó tiếp tục phát động tấn công mạnh nhưng đều bị kiếm đấu la nhẹ nhõm lẫn tránh rơi tuy nhiên vẫn luôn tiếp xúc không đụng tới kiếm đấu la thân thể thậm chí cả là ống tay áo nhưng là mộc thần cũng không có gấp mà chính là mười phần tỉnh táo tìm kiếm tiến công yếu kém điểm, ảnh thân pháp sử dụng cũng là càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng là không bao lâu, một thần thì thu hồi chính mình võ hồn, ngừng lại, sau đó ngồi dưới đất, hô lấy đại khí. Không có cách, mình bây giờ hồn lực chỉ có chỉ là cấp 14, căn bản cũng không có bao nhiêu hồn lực có thể tiêu hao. Tiểu thần, ngươi cái kia là tự sáng tạo hồn kỹ sao? Vừa mới tốc độ quá nhanh đã là vượt ra khỏi đồng dạng mẫn công hệ đại hồn sư. Kiếm đấu là đi vào một thần bên người ngoài ý muốn nói ra. Từng, mù suy nghĩ ra được, để lão sư chê cười. Một thần mặt không đỏ tim không đập nói, dường như chính là mình sáng tạo ra. Trang bức hệ thống. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sĩ chi độ, bất quá xem ở lại lấy được 70 bức cách phân thượng, coi như xong. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử A xuất kiếm quả quyết sắc bén, tính cách bình thản, không chút hoang mang. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái đại hồn sư mà thôi, thế mà thì có tự sáng tạo hồn kỹ, tiểu thần thiên phú của ngươi thật so với ta nghĩ cao hơn. Kiếm đấu la cũng là lắc đầu nói ra. Ba thật là giang sơn đời nào cũng có người tại A, à, tự sáng tạo hồn kỹ, cho dù là hắn đều không có làm đến. Qua, wow, thần ca ca hảo lợi hại A, à, thế mà liền tự sáng tạo hồn kỹ đều làm được một bên nhìn lấy một thần cùng kiếm đấu la chiến đấu trữ vinh vinh nghe được kiếm lợi của gia gia về sau nhìn lấy một thần ánh mắt cũng đầy là tiểu tinh ngôi sao chính mình thần ca ca thật sự chính là phá lệ ưu tú a à. cho nên chính mình cũng không thể kéo xuống rơi xuống chính mình thế nhưng là tiểu ma nữ a à. trữ vinh vinh nhớ tới ba ba đã từng cùng mình nói qua thất bảo lưu ly tháp võ hồn tu luyện bí mật phân tâm khống chế đợi đến chưa đến hồn lực của mình tăng lên tương lai cũng có thể giúp thần ca ca. Nghĩ tới đây, Trữ Vinh Vinh đột nhiên cảm thấy trước đó tuy nhiên vô cùng khô khan đồ vật cũng là lại có tu luyện động lực, ba của mình đã là tu luyện tới thất khiếu linh lung tâm, sau này mình cũng muốn đạt tới cảnh giới này. Tuy nhiên hồn lực của mình hiện tại chỉ có cấp 13, nhưng là sớm học tập cũng sẽ không có chỗ xấu. Mà một thần lần nữa khôi phục hồn lực về sau, cũng là lần nữa bắt đầu cùng kiếm đấu la đối luyện cảm thụ ở trong quá trình này chính mình đối với đế long kiếm lĩnh ngộ cứ như vậy buổi sáng thời điểm mộc thần thì cùng kiếm đấu la tiến hành đối luyện buổi chiều cùng lúc buổi tối thì tiến hành minh tưởng tu luyện hồn lực đương nhiên luyện thể dùng bảo vật cũng là không có rơi xuống mộc thần cũng là mỗi một ngày đường đi bước mà trữ vinh vinh nguyên bản ham chơi tính cách cũng bị mộc thần kéo theo cố gắng tu luyện hồn lực hơn nữa còn thường xuyên hướng trữ phong trí thỉnh giáo phân tâm khống chế chi thuật cái này khiến trữ phong trí mấy người cũng là mười phần ngoài ý muốn cái này vinh vinh thế mà chủ động thỉnh giáo hơn nữa còn nỗ lực tu luyện trữ phong trí mấy người cũng là hết sức vui mừng mặc dù biết vì cái gì vinh vinh sẽ làm như vậy nhưng là đây là hai chuyện tốt không sai là hai chuyện tốt nhìn lấy hai người mỗi một ngày tiến bộ ba người cũng là càng ngày càng hài lòng nhất là giữa hai người tiến bộ cùng chung quanh tông môn đệ tử khác so sánh với cái chênh lệch này thì so sánh rõ ràng thời gian vội vàng đi qua chỉ chớp mắt chính là thời gian hai năm đi qua mà vào hôm nay kiếm đấu la cũng là lần nữa muốn mang theo một thần đi thu hoạch hắn thứ hai hồn hoàng thời gian hai năm đi qua một thần cùng trữ vinh vinh đều là tu luyện đến hai mươi cấp cái này sau cùng một thời gian thức tỉnh võ hồn đệ tử đều là cao hai cấp hai bên dù sao một cái là tiên thiên cấp chín hồn lực một cái khác là tiên thiên mãn hồn lực dù cho ngoại trừ tu luyện hồn lực bên ngoài bọn họ còn muốn tu luyện kiếm đạo hoặc là phân tâm khống chế, nhưng là tu luyện tốc độ vẫn như cũ là nhanh nhất, đây chính là cường đại thiên phú mang tới tiên thiên ưu thế. Chuẩn bị xong chưa, tiểu thần, lần này thu hoạch ngươi thứ hai hồn hoàng, chúng ta muốn đi chính là lạc nhật xâm lâm. So sánh với trước đó liệp hồn xâm lâm cao cấp hơn rất nhiều, bên trong hồn thú chủng loại và số lượng cũng sẽ thêm ra rất nhiều, có thể để tiểu thần chọn lựa. Kiếm đấu la nhìn lấy hai đứa bé nói ra mà trữ Vinh Vinh hồn hoàng thì là trực tiếp tại thất bảo lưu ly tông nuôi nhốt hồn thú bên trong liền đã đến sớm thích hợp lựa chọn, cho nên lần này trữ Vinh Vinh không cần rời đi thất bảo lưu ly tông. Thời gian hai năm đi qua, hai cái tiểu gia hỏa cũng là cao lớn không ít, cao nhan trị bộ dáng cũng là sơ bộ bày ra, nhất là tiểu thần gia hỏa này càng ngày càng đẹp trai. Từng kiếm gia gia, Vinh Vinh ngay tại tông môn bên trong chờ đối đại các ngươi trở về. Trữ Vinh Vinh tràn đầy phấn khởi nói chính mình vẫn là đuổi kịp thần ca ca tốc độ, cũng là một cái chuẩn đại hồn sư. Ta cũng chuẩn bị xong, kiếm gia gia. Một thần cũng là nói nói, sau đó tài trữ phong trí cùng cốt đấu la căng dặn phía dưới, hai người cũng là đi ra thất bảo lưu ly tông, trèo lên lên xe ngựa tiến về lạc nhật xâm lâm. Phong trí, ngươi nói vinh vinh đứa bé này gần nhất thật sự chính là càng ngày càng dính tiểu thần. Cốt đấu la nhìn lấy xe ngựa rời đi phương hướng nói ra cái này cũng là một chuyện tốt nhi, dù sao hai đứa bé đều ưu tú như vậy, nhất là tiểu thần đứa bé này vẫn là một cái thiên phú trắc tuyệt chiến đấu hồn sư, muốn không phải bỏ ra thời gian tại tu luyện kiếm trên đường, chỉ sợ nửa năm trước liền đã đột phá đến 20 cấp. Mà lại, kiếm thúc còn nói tiểu thần tu luyện thiên phú còn ở phía trên hắn, nguyên bản tại hồn tôn trước đó yêu cầu tiểu thần lĩnh ngộ kiếm khí, nhưng là cái này thời gian 2 năm đi qua, tiểu thần liền đã học xong, hiện tại cũng mới 20 cấp. Lúc trước cho dù là kiếm thúc cũng là tại cấp 30 thời điểm mới lĩnh ngộ được, thiên phú như vậy, tương lai làm vị vinh vinh dựa vào, ta cũng yên tâm. Trữ phong trí cảm khái nói. Thiên phú là cần thiết, nhưng là tiểu thần nỗ lực chúng ta cũng sẽ là nhìn ở trong mắt, cường đại thiên phú phối hợp nỗ lực mới đạt cho tới bây giờ chúng ta nhìn đến. Tương lai nói không chừng có thể thành tựu tuyệt thế đấu la. Đúng, phong trí, tiểu thần võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực sự kiện này võ hồng điện bên kia. Cốt đấu la có chút lo âu hỏi. Trước mắt đến nhìn, sự kiện này còn có thể giữ bí mật, nhưng là dần dần, chỉ sợ cũng không làm được. Trữ phong trí nói ra. Vẫn là tận lực đem chuyện này không khuếch tán ra. Cốt đấu la nói ra, trữ phong trí cũng là nhẹ gật đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái Bình nào không nhún mùi máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Thứ hai hồn hoàng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lạc nhật xâm lâm, hai bóng người đi vào. Cùng đồng dạng tiến vào mảnh này hồn thú xâm lâm hồn sư khác biệt chính là hai người ngược lại là lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Dù sao có kiếm đấu la dạng này siêu cấp đấu la tại, tại không có mười vạn năm tu vi hồn thú tình huống phía dưới, mảy may không cần lo lắng vấn đề an toàn. Một thần nhìn trước mắt hoa cỏ cây cối cũng sẽ là nhẹ gật đầu, nơi này đem so sánh với trước đó đi qua liệp hồn xâm lâm xác thực khác biệt, vô luận là năng lượng cùng sinh cơ nồng độ đều là cao hơn ra không ít, mà lại hồn thú dày đặc trình độ cũng không phải liệp hồn xâm lâm có thể so sánh, gặp phải hồn thú cũng là phổ biến cường đại rất nhiều. Nguyên tắc nơi này là sử lai khắc thất quái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, thất quái phục dụng tiên thảo về sau, thiên phú và hồn lực đều là tăng lên trên diện rộng. Nếu không phía sau hồn sư giải đấu lớn phía trên, sử lai khắc học viện cũng không có khả năng thu hoạch được hồn sư giải đấu lớn vô địch. Dù cho đường tam cùng ngọc tiểu cương thủ đoạn cùng mưu kế lại nhiều, nhưng là cứng thực lực không đủ không phải dựa vào những thứ này có thể để bù đắp. Độc đấu la vườn rau xanh, ân tuyệt đối không thể bỏ qua độc đấu la vườn rau xanh, thậm chí những cái kia tiên thảo mộc thần đều là đã nghĩ kỹ làm sao phân phối. Bất quá chờ đến chính mình hồn tôn về sau lại đến hái những thứ này tiên thảo đi, hiện tại vẫn là không có tất yếu cuốn cuồng. Tiểu thần, cùng ta nói một chút, ngươi thứ hai hồn hoàng đã có lựa chọn gì sao? Kiếm đấu la hỏi. Kiếm gia gia, ta cảm thấy ta thứ hai hồn hoàng có thể khiêu chiến hai nghìn năm hai bên hồn thú, thậm chí là càng tốt hơn. Đến mức ta thứ hai hồn kỹ, ta muốn lựa chọn một cái tăng cường lực công kích của ta hồn thú, Ta đệ nhất hồn kỹ càng nhiều vẫn là thuộc tính tăng cường tác dụng. Đối với kiếm khách tới nói, lực công kích mới là đầu tiên cân nhắc. Mộc Thần nói ra: Ngươi tiểu gia hỏa này a, à, thật là có điểm biến thái a. À, phải biết võ hồn điện ghi lại thứ ba hồn hoàng hạng mức cao nhất cũng mới hơn 1.700 năm. Ngươi ngược lại tốt, chẳng qua là thứ hai hồn hoàng mà thôi, thế mà liền muốn hai nghìn năm hồn thú. Kiếm Đấu La cũng là có chút im lặng nhìn lấy Mộc Thần. Từng cái này cũng được nhiều thua thiệt tông môn luyện cho ta thể bảo vật. Một thần cười nói. Lực công kích cường đại hồn thú, ngược lại là có không ít lựa chọn, ám ma hổ, khủng trảo hùng chờ một chút, lực công kích đều là vô cùng lựa chọn tốt. Kiếm đấu la trầm tư một hồi chi rồi nói ra. Ừm bất quá có vẻ như, chúng ta đã có mục tiêu. Một thần cảm nhận được phía trước trong rừng cây không nhỏ động tĩnh cũng là cười một tiếng, nhìn tư thế, cái này động tĩnh đến xem, hình thể tại vài mét phía trên. Nhanh như vậy đã có kết quả, thật sự chính là nhanh. Kiếm đấu la cũng là nhìn về phía trước, cũng là bay đến trên trời xem xét. Rất nhanh, kiếm đấu la liền phát hiện hai cái đại gia hỏa đang đánh nhau. Một cái chừng 3 mét độ cao toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng sậm gấu to đang cùng một cái hình thể càng thêm to lớn có bộ lông màu đỏ sư tử tại bác đấu. Gấu to thể trạng vô cùng cường tráng, hai cái tông mắt to màu vàng ngay tại hung dữ mà nhìn trước mắt đối thủ, cái kia dài đến ba thước móng vuốt phá lệ sắc bén, đối phương cái kia sư tử trên thân đã sớm là vết thương chồng chất, thậm chí có vết thương đã là sâu đủ thấy xương. Xem xét lại đối phương, chỉ là cánh tay tráng kiện làm gì ở ngực vị trí có một số không vết thương rất lớn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. 2000 năm tu vi ám kim khủng trảo hùng cùng một đầu khoảng chừng 5000 năm, năm tu vi xích diễm hùng sư, tu vi kém nhiều năm như vậy, nhưng là ám kim khủng trảo hùng thế mà hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không hổ là hồn thú giới bên trong đỉnh cấp hồn thú, cơ hồ cùng thái thản cự viên là một cấp bậc tồn tại. Năm khủng bố như vậy lực công kích, đây không phải rõ ràng đưa tới cửa hồn hoàng sao. Tiểu thần gia hỏa này, thật sự chính là quá may mắn, thì liền ta đều không có vận khí như vậy. Kiếm đấu la sau khi xem xong cũng sẽ là về tới trên mặt đất. Ngươi quá may mắn, phía trước là một cái hai 000 năm tu vi ám kim khủng trảo hùng cùng một đầu năm 000 năm tu vi xích diễm hùng sư, tiểu tử ngươi thứ hai hồn hoàng tới. Kiếm đấu la trong tay thất sát kiếm cũng là vừa hiện, sau đó mang theo một thần bay thẳng đến hai cái hồn thú chung quanh. Hai, đóng, xích diễm hùng sư cùng ám kim khủng trảo hùng chênh lệch nói đột nhiên nhiều hơn một cái nhân loại, cũng là buông lỏng ra đối phương, lúc này vẫn là muốn nhất trí đối ngoại, chỉ bất quá bọn họ không biết mình đối mặt đem về là dạng gì tồn tại trước thực lực tuyệt đối, hợp tác không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiếm đấu la trên thân dân lên hai vàng hai cái năm hát chính đạo hồn hoàng dân lên, khí thế kinh khủng trực tiếp làm đến hai đại hồn thú khí thế biến đổi, mà đầu kia năm ngàn năm tu vi xích diễm hùng sư thế mà quay đầu liền chạy. Kiếm đấu la cũng không có đuổi theo, song lại còn có tiểu thần ở chỗ này, mục tiêu ám kim khủng trảo hùng ngược lại là đần độn đợi tại nguyên chỗ, to lớn ám kim khủng trảo sáng lên, sau đó thế mà phóng tới kiếm đấu la, dường như đối với kiếm đấu la đánh gãy nó đi sang 10 phần không cao hứng, rất có tóc húi của ca vị đạo ở bên trong. để nhất hồn kỹ, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm đấu la đạo thứ nhất màu vàng hồn hoàng sáng lên, trong tay thất sát kiếm vung ra, một nói kiếm khí màu trắng mang theo kinh khủng hơn sắc bén chém ra, trực tiếp đem trước mắt ám kim khủng trảo hùng trực tiếp xuyên qua. Ám kim khủng trảo hùng thân thể khổng lồ tốc độ cũng sẽ là chậm lại, sau đó ngã trên mặt đất một đạo to lớn kiếm ngân kém chút đem đầu này ám kim khủng trảo hùng cắt ngang ra đại lượng máu tươi cũng là rỉ ra đem mặt đất nhuộm đỏ mặc dù không có trực tiếp chết nhưng là cũng chỉ là kém một chút hấp hối nằm trên mặt đất một thần tiến lên nhìn lấy cái này đại gia hỏa ngạc nhiên đồng thời nhưng là còn có một chút do dự hấp thu đầu này xỏa hùng gấu ngốc hồn hoàng sau này mình sẽ không cũng thay đổi thành cái này ngu ngơ bộ dáng đi trong tay nắm chặt đế long kiếm Mộc thần sau đó cũng là cho đầu này hơn 2.000 năm tu vi ám kim khủng trảo hùng một kích cuối cùng, sau đó cũng là tại trên mặt đất tỉnh tọa. Một đạo màu tím hồn hoàng dân lên rơi xuống mộc thần trên đỉnh đầu, mộc thần cũng sẽ là bắt đầu hấp thu chính mình thứ hai hồn hoàng. Kiếm đấu la thì là phụ trách xem xét bốn phía, tránh cho mộc thần đang hấp thu hồn hoàng quá trình bên trong bị đánh gãy. A à, kỳ quái, ta làm sao cảm nhận được hai cổ mặt khác cường giả khí tức thực lực đều tại hồn đấu la trở lên. Kiếm đấu la cảm thấy mười phần kỳ quái, chẳng lẽ là mình ảo giác. Một cái nho nhỏ lạc nhật xâm lâm mà thôi, làm sao có thể tùy tiện thì xuất hiện hai cái như vậy cao giai hồn sư. Mà một bên mộc thần không đến bao lâu thì hoàn thành đối cái này viên hấp thu hồn hoàng, cảm nhận được thể nội tràn đầy hồn lực, mộc thần cũng là thật dài hô thở ra một hơi, cũng sẽ là duỗi cái lưng mệt mỏi. Cấp 23, mà lại chính mình thứ hai hồn kỹ còn vô cùng cường đại, hoàn toàn thỏa mãn mộc thần đối với tăng lên lực công kích của chính mình yêu cầu. Không hổ là hồn thú giới đỉnh phong hồn thú, hiệu quả cũng là đỉnh phong tồn tại. Hệ thống, mở ra ta cá nhân số liệu mặt bản. Mộc thần trước nhìn nhìn mình hiện tại cá nhân số theo, dù sao mình bây giờ đã là 8 tuổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái Bình nào không nhún mùi máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Thiên nhận tuyết Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đinh Hệ thống vì ngài phục vụ, mở ra ký chủ cá nhân số liệu mặt bản như sau. Ký chủ, một thần võ hồn. Để long kiếm hồn lực đẳng cấp, cấp 23 đại hồn sư hồn kỹ. Ngân quan lạc nhận, phá diệt trảm còn lại. Cửu Long Trâm, trước mắt ký chủ có thể sử dụng 200, hai ảnh thân pháp, thần cấp trù nghệ trước mắt bức cách. Hai nghìn, một thần nhìn nhìn mình cá nhân số liệu mặt bản, ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm. Kiếm gia gia, ta hiện tại hồn lực đã cấp 23, ta thứ hai hồn kỹ gọi là phá diệt trảm, ta thứ hai hồn kỹ có thể làm được không nhìn tất cả phòng ngự vật lý, có cực mạnh lực sát thương. Hai Mộc thần nói ra, nhưng là Mộc thần lại phát hiện có vẻ như kiếm đấu la ánh mắt có cái gì không đúng, sắc mặt có chút ngưng trọng cảm giác. Kiếm gia gia. Kiếm gia gia. Mộc thần lại là kêu vài tiếng, rốt cục kiếm đấu la cũng là lấy lại tinh thần, sau đó nói: "Ừm, vô cùng lợi hại thứ hai hồn kỹ, cho dù là hồn tông cấp bậc hồn sư đơn thuần lực công kích cũng không sánh nổi ngươi bây giờ." Bất quá tiểu thần khả năng chúng ta gặp phải phiền toái. Kiếm đấu la nói ra, sau đó cũng là lần nữa triệu hoán ra chính mình Thất Sát Kiếm Võ Hồn, nhìn lấy bốn phía. Không thể nào, ngài đều cảm thấy phiền phức. Một thần cũng sẽ là căng thẳng thần kinh của mình, cũng là cấp tốc triệu hoán chính mình để long kiếm, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhưng là một lát sau cũng là không có phát hiện động tĩnh gì. Ngược lại là một thần chú ý tới cái này to lớn ám kim khủng trảo hùng trong thi thể giống như có đồ vật gì đang phát sáng một dạng. Kiếm gia gia, chỗ ấy có phải hay không có hồn cốt a? À? Một thần chỉ chỉ thi thể nói ra. Làm sao có thể, hồn cốt thế nhưng là khó gặp bảo bối. Kiếm đấu la lời còn chưa nói hết, nhưng là ánh mắt lại là mười phần kinh ngạc nhìn lấy tay gấu vị trí. Đáng chết, trước đó chỉ lo cho tiểu thần hộ pháp ngược lại là không để ý đến cổ thi thể này không thể nào không thể nào một cái hai ngàn năm hồn thú mà thôi kiếm đấu la trường kiếm vẫy một cái sau đó một khối ám kim sắc xương bàn tay xuất hiện tại trước mặt hai người mặt trên còn có lấy thật dài móng vuốt lóe ra lộng lẫy kiếm đấu la là tại hạ thua thua rối tinh rối mù tiểu thần ngươi dung hợp khối này hồn cốt đi cái này hồn cốt vẫn là một khối gần với 10 vạn năm hồn cốt ngoại phụ hồn cốt dạng này cực phẩm hồn cốt, đến từ đỉnh cấp hồn thú ám kim khủng trảo hùng hữu dụng nhất cường đại nhất khi hữu nhất xương bàn tay. Hai tiểu tử ngươi vận khí đã là không thể dùng tốt hình dung, ta cũng bắt đầu bắt đầu ghen ghét, võ hồn của ngươi là nữ thần may mắn đi kiếm đấu la cũng là lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nhưng là không thể phủ nhận là vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cái kia chung quanh phiền phức một thần cầm lấy khối này hồn cốt cũng là nhìn về phía kiếm đấu la tạm thời không cần lo lắng hẳn không phải là chạy chúng ta tới kiếm đấu la nói ra cũng là cho một thần đánh một thuốc cường tâm châm sau đó một thần đem khối này ám kim khủng trảo hùng xương bàn tay cùng bàn tay của mình tương dung khối này xương bàn tay rất nhanh liền biến thành một bãi chất lỏng màu vàng dung nhập vào một thần bàn tay trái bên trong một một dòng nước nóng tiến vào một thần lòng bàn tay một cổ vô cùng bá đạo năng lượng tràn ngập mộc thần tay cầm truyền đến một cổ kịch liệt đau nhất để mộc thần cũng là nghiến răng nghiến lợi lên nhắm mắt lại cũng là bắt đầu yên lặng chịu đựng tay trái cũng sẽ là vô ý thức một mực nắm chặt mồ hôi cũng là chảy ra nhưng là mộc thần vẫn là cắn răng kiên trì nổi qua có một hồi lâu về sau mộc thần mới mở ra ánh mắt của mình hô thở ra một hơi cũng là sờ lên trên trán mình mặc mồ hôi tâm niệm nhất động tay trái cũng sẽ là bắt đầu biến lớn sau đó dài ra thật dài móng vuốt ước chừng dài nửa xích ngược lại là sắc bén vô cùng mộc thần nhìn trước mắt đại thụ móng vuốt vung lên cũng là dễ dàng đem cái này khỏa người trưởng thành phần eo lớn nhỏ cây chặn ngang bẻ gãy tiểu thần đi thôi luôn cảm giác có người tại phụ cận để cho ta cảm giác không được tự nhiên kiếm đấu la nhìn đến chuyến này đã coi như là kết thúc mỹ mãn về sau cũng là nhẹ gật đầu nói ra sau đó mang theo mộc thần chính là ra bên ngoài vây đi đến hai người mới đi một đoạn đường, kiếm đấu la ánh mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, theo rồi nói ra. Nơi này hồn thú đều tại trăm năm tu vi, một mình ngươi trước ở bên ngoài chúng ta xuống xe ngựa địa phương chờ ta, ta có hơi phiền toái phải xử lý. Sau khi nói xong, kiếm đấu la thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một thần. Kỳ quái, đến cùng là phiền toái gì làm cho kiếm gia gia đều như thế kiên kỵ bộ dáng. Mặc kệ, vẫn là rời khỏi nơi này trước, Hiện tại thực lực của ta vẫn là rất thấp, vạn nhất muốn chết mà không được chết gặp một cái vạn năm hồn thú, vậy còn không đến lành lành. Một thần nỉ non nói, đang lúc một thần muốn muốn rời đi thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh Hệ thống nhắc nhở, nguyên tác nhân vật trọng yếu một trong thiên nhận tuyết xuất hiện tại lạc nhật Xâm lâm. Thiên nhận tuyết Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Một thần hơi nghi hoặc một chút bất quá sau đó cũng là thở dài một hơi, nguyên tác bên trong, đây cũng là một kẻ đáng thương vật a. À. Phụ thân của mình quy làm lộ bỉ bỉ đông chi về sau sinh hạ nạn, tuy nhiên có được thần cấp võ hồn, tiên thiên 20 cấp hồn lực, nhưng là mẫu nữ quan hệ trong đó cực kỳ hỏng bét. Tại một cái nữ hài nhi tốt đẹp nhất niên kỷ hoa lại tiêu vào bắt trước một người, thay thế một người phía trên, nhưng lại bất hạnh yêu mến đường tam, mà ngay từ đầu thì nhất định là một phần không có kết quả ái tình ai coi như thế, sau cùng thời điểm còn bị đường tam phá hủy kế hoạch, cuối cùng kế hoạch thất bại thua chạy. Tại thành thần thời điểm thích nhất gia gia của mình hiến tế, nàng đã mất đi trên thế giới thích nhất đối nàng người tốt nhất, thành thần về sau vẫn như cũ là bị đường tam quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng tại thần trong chiến đấu bị phục sinh về sau đường tam đánh bại, mẹ của mình cũng vì bảo hộ nàng đỡ được nhất kích trí mệnh, nàng đánh mất tất cả thân nhân. Thực lực vĩnh viễn dừng lại tại cấp 89 hồn đấu la, cũng không còn cách nào đột phá, cô độc sống quãng đời còn lại mà chết. Ba thích mình người vì thành toàn cùng bảo vệ mình mà chết, người mình yêu lại không thích chính mình, kiên kỵ chính mình thậm chí càng giết mình. Tuy nhiên nắm giữ cực kỳ cường đại thần cấp lục dực thiên sứ võ hồn, nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhưng là cuối cùng cả đời xuống tới đều là một cái bi kịch, đây là cỡ nào đáng thương một người a? À? Tại nguyên lấy bên trong, một thần cảm thấy đây là một cái rất đáng thương rất thật đáng buồn người, nhưng là hiện tại chính mình thế mà tại lạc nhật xâm lâm bên trong gặp nàng. Chắc hẳn hiện tại thiên nhận tuyết cũng đã 16 tuổi khoảng chừng đi, cần phải bắt đầu ẩn núp hoặc là sắp tới chống đỡ bao tuyết thanh hà. Hay nhưng là tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Như vậy để kiếm đấu la cảm thấy kiên kỵ phiền phức, hẳn là bảo hộ thiên nhận tuyết võ hồng điện cường giả. Chí ít cũng sẽ là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nếu không thì thiên đấu hoàng gia học viện ba cái hồn đấu la lão sư còn chưa đủ tư cách. Rời đi. Hoặc là lưu lại nhìn xem. Một thần suy tư sau một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Ấu tiểu thân thể cũng là biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hướng lạc nhật xâm lâm bên trong trở về. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái Bình nào không nhúng mùi máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Thiên nhận tuyết cùng vạn năm nhân diện ma chu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không biết võ hồn điện hai vị trưởng lão đi vào lạc nhật xâm lâm vì chuyện gì. Một kiếm đấu la thân hình tung bay giữa không trung hỏi, trên thân cũng là hiện lên chính đạo hồn hoàng, trong tay thất sát kiếm cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng là trên mặt lại lóe qua ngưng trọng kỳ quái võ hồn điện hai cái phong hào đấu la làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ là có người để lộ bí mật rồi bại lộ tiểu thần sự tình sau đó võ hồn điện thì phái ra hai cái phong hào đấu la nhắc tới trước bóp chết nhưng là thì phái hai cái phong hào đấu la tự hồ có chút xem thường chính mình a à. chẳng lẽ mình tại võ hồn điện trong mắt cứ như vậy yếu sao vẫn là nói còn có hậu thủ bất quá để cho an toàn vẫn là để tiểu thần rời đi trước. Lấy thực lực của hắn, lại là tại lạc nhật xâm lâm bên ngoài, hẳn không phải là vấn đề. Mà tại kiếm đấu la đối diện, thì là hai vị tuổi tác tại 80 tuổi có hơn phong hào đấu la. Một cái lão giả thân cao tại hơn 2 mét, gầy cao thân thể giống như gương mẫu một dạng thẳng tắp sắc bén, phóng thích võ hồn về sau trong tay nhiều một thanh xà mâu. Dài ước chừng trượng nhị, mâu bài uống lượng, sắc bén chỗ như là lưỡi rắn đồng dạng phân nhánh, toàn thân tím xanh, hai vạn hai tím năm h 9 đạo hồn hoàng dân lên. Một đạo khác thì là dáng người cùng mập gầy đều vừa phải, phóng thích võ hồn về sau thân thể như là khí cầu đồng dạng bành trướng, vô số màu tím gai nhọn toát ra bao trùm tại bên ngoài thân phía trên, toàn thân đều là bao phủ tại màu tím bên trong. Đây chính là võ hồn điện hai đại phong hào đấu la, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la. Hai người nhìn thoáng qua đối phương, nghi ngờ đồng thời cũng là có chút bận tâm tới tới chuyện gì xảy ra tiểu thư hành trình không phải chỉ có cung phụng điện mấy người biết không chuẩn bị tới nói tiểu thư tồn tại cho dù là võ hồng điện đều là không có bao nhiêu người biết làm sao thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la sẽ xuất hiện ở đây tại sao lại xuất hiện ở nơi này ra hiện tại ở chỗ này là bởi vì cái gì chẳng lẽ là muốn giết tiểu thư ngăn cản thiên đấu đế quốc kế hoạch sao bất kể như thế nào hiện tại cũng là muốn đem tiểu thư an nguy đặt ở vị thứ nhất không thể xuất hiện một chút vấn đề. Dù là đối phương là kiếm đấu la, cái danh xưng này đại lục đệ nhất lực công kích tồn tại. Lúc này ba người dàn co, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, trong mắt lóe lên quyết đoán. Tiên hạ thủ vi cường. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ bảy hồn kỹ, xà mâu chân thân. Hai đạo phong hào đấu la triệu hoán chính mình võ hồn chân thân, khí thế phóng đại. Một bên kiếm đấu la cũng là hô thở ra một hơi Xem ra hôm nay vẫn là đến muốn động thủ A à. Bất quá tính toán thời gian Tiểu thần cũng đã đi ra Nhưng là lý do an toàn Chính mình vẫn là đến phải nhanh một chút thoát thân trở về hợp Thứ bảy hồn kỹ Thất sát chân thân Kiếm đấu la cũng là biến thành xuất hiện một đạo hơn 10 mét cao cự nhân Tay cầm phóng đại bản thất sát kiếm Sau đó hướng hai vị phong hào đấu la đánh tới Dù cho đối phương có hai cái phong hào đấu la, chính mình vẫn như cũ là không sợ chút nào, thậm chí có chút hưng phấn, chính mình cũng không biết bao lâu không có xuất thủ, kiếm đều nhanh rỉ xét. Một trận phong hào đấu la ở giữa đại chiến tại Lạc Nhật xâm lâm triển khai, nhưng là hiển nhiên, trận đại chiến này tràn đầy trùng hợp cùng kịch vui tính. Nếu như song mới có thể hảo hảo mà ngồi xuống nói chuyện với nhau, như vậy thì sẽ không phát sinh. Mà tại Lạc Nhật xâm lâm bên trong, Mộc thần thân hình không ngừng mà xuyên thẳng qua trong đó, một đường lên gặp phải hồn thú cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị một thần có ý thức tránh đi. Cũng không lâu lắm, một thần liền nghe đến giọng của nữ nhân, sau đó tăng nhanh tốc độ. Nhảy đến một cái đại thụ phía trên, một thần rốt cục thấy được đạo thanh âm này nơi phát ra. Một đạo kim sắc bóng người tại cùng một cái nhện lớn chiến đấu, vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàng quay chung quanh, một thân kim sắc nghe thường bọc lại cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, mái tóc dài vàng ống theo thân thể không ngừng khẽ động mà tùy ý lan truyền. Mày liễu công công, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, sống mũi thật cao, thiên sứ đồng dạng dưới dung nhan tràn đầy thần thánh cùng khí chất cao quý, sau lưng ba cặp kim sắc cánh không ngừng vỗ làm đến nàng cực kỳ nhanh nhẹn, tránh đi trước mắt nhện lớn lần lượt công kích. Trong tay kim sắc trên trường kiếm hiện ra kim quang cùng một chút hỏa diễm ở trước mắt nhện lớn trước mặt lưu lại từng đạo từng đạo kiếm ngân. Chỉ tiết đem so sánh với trước mắt chủ thể đường kính tại hơn 2 mét đại gia hỏa mà nói, những thứ này kiếm ngân cũng chỉ là mang đến đau nhất mà thôi, còn chưa tới trí mạng trình độ. Mà cái này màu đen nhện lớn cũng sẽ là thật không đơn giản, chủ thể vượt qua 2 mét, mà tám cái thật dài chân nhện thì là vượt qua 4 mét, toàn thân đều bị màu đen giáp sát bao trùm. Tại cùng thiên nhận tuyết quá trình chiến đấu bên trong, Mộc thần còn chứng kiến cái này tri chu bụng dưới vị trí có màu trắng đường vân, mà những thứ này màu trắng đường vân thì là tạo thành một trương giữ tận mặt người. Tám cái hiện ra thăm thẳm tử quan mắt nhỏ cũng tại dưới bụng vị trí, mà tấm kia mặt người đã là khá là rõ ràng, nhân loại ngũ quan đều đã vô cùng hoàn chỉnh. Lúc này thậm chí một thần còn cảm nhận được một tia tâm tình kích động ở trong đó. Không hề nghi ngờ, đây là bị xưng là tà ác kẻ giết chóc, nhân diện ma chu, tiểu hình hồn thú ác mộng, hết thảy hồn thú căm hận đối tượng. Bốn cái hồn hoàng, thiên nhận tuyết hiện tại là hồn tông, mà đầu này nhân diện ma chu chủ thể vượt qua 2 mét, nói rõ tu vi của nó cũng là vượt qua một. Hai vạn năm. Bốn nói như vậy, chỉ có hồn vương mới có thể cùng vạn năm hồn thú đối kháng, mà nhân diện ma chu làm tà ác cường đại hồn thú, đạt đến 1.2 vạn năm về sau, cho dù là đồng dạng hồn đế tới đều không dám hứa chắc có thể cầm xuống nó không hổ là thần cấp võ hồn sở hữu giả, chỉ là cao giai hồn tông mà thôi, liền có thể cùng vạn năm nhân diện ma chu giao thủ, thiên nhận tuyết, một thần nhìn lấy một màn trước mắt cũng là âm thầm nghĩ đến. Mà thiên nhận tuyết đạo thứ nhất màu vàng hồn hoàng một mực lóe lên, tay trái trình nắm tay cũng là lóng lánh kim quang, đặc thù thiên sứ hồn lực còn có áp chế cùng tan rã thực lực của đối phương tác dụng. Để nhất hồn kỹ, thiên sứ đột kích. Cận chiến hồn kỹ thiên nhận tuyết lại là tránh đi nhân diện ma chu chân nhận công kích một quyền đánh vào nhân diện ma chu chủ trên hạ thể cự lực là đạt được nhân diện ma chu cũng là lui về phía sau vài chục bước nhưng là một giây sau nhân diện ma chu trong miệng thì phun ra một cái lưới lớn phía trên mang theo mười phần gây mũi mùi thối còn có buồn nôn chất nhầy ở trong đó dọc tại trên mặt đất phát ra suy suy thanh âm hiển nhiên có kinh khủng độc tố ở bên trong thiên nhận tuyết phản ứng cũng là cực nhanh sau lưng hai cánh vỗ vỗ, đạo thứ ba màu tím hồn hoàng sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, thiên sứ thánh trảm. Một nói kiếm khí màu vàng ống trảm chỗ, phía trên còn mang theo hỏa diễm chi lực, nhưng là không có trực tiếp chặt đứt cái này đường kính tại vài mét có hơn lưới lớn, chỉ là để tốc độ kia trì trệ. Nhưng là thiên nhận tuyết đã là đến giữa không trung, cho nên trương này to lớn mạng nhện cũng là không có đưa đến tác dụng. Hai vị trưởng lão, giúp ta lấy xuống đầu này nhân diện ma chu thiên nhận tuyết thanh âm thanh thúy vang lên nhưng là không có thu đến bất kỳ hồi phục thiên nhận tuyết cảm thấy kỳ quái cũng là quét mắt bốn phía phát hiện phụ trách bảo vệ mình hai vị trưởng lão thế mà không thấy tuyệt mỹ sắc mặt cũng là có chút khó coi bởi vì trước mắt đầu này nhân diện ma chu khí thế thế mà còn tại tăng lên thân thể cũng là lần nữa biến lớn một số đây là vạn năm tu vi nhân diện ma chu bảo mệnh kỹ năng chu thần phụ thể Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Hai người hợp chiến nhân diện Ma Chu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hiển nhiên, đầu này nhân diện Ma Chu không muốn buông tha thiên nhận tuyết, đối với hồn thú tới nói, nhân loại huyết nhục cũng là đại bổ, nhất là thiên nhận tuyết dạng này đặc thù nhân loại. Nhân diện ma chu trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất ác chủ bài, thông qua đốt thiêu tu vi của mình, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhân diện ma chu trong miệng lần nữa phun ra hai đạo lưới lớn, tốc độ quá nhanh, phạm vi to lớn. Dù cho thiên nhận tuyết đều là chưa kịp phản ứng, hai tấm lưới lớn cũng đã đem thiên nhận tuyết phụ cận bầu trời đều bao trùm ở. Thứ tư hồn kỹ, thần thánh chi hỏa. Vì đột phá ra vây quanh, thiên nhận tuyết vận dụng đại lượng hồn lực thi triển thứ tư hồn kỹ, vốn cũng không nhiều hồn lực biến đến càng thêm không đủ. Thánh kiếm vung lên, một đoàn to lớn ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài, phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao. Mạng nhện phía trên tuy nhiên phát ra, đùng đùng không dứt, thiêu đốt thanh âm, nhưng là gia cường phiên bản mạng nhện không có bị đốt xuyên, phía trên thần kinh độc tố đã là không có bao nhiêu suy yếu. Đáng chết! thiên nhận tuyết gương mặt phía trên đã là có chút tái nhợt, hồn lực của mình còn chưa đủ a. À? Làm sao bây giờ? Chính mình thứ hai hồn kỹ tuy nhiên miễn dịch vật lý công kích, nhưng là đối với nhân diện ma chu khủng bố như vậy độc tố không có hiệu quả gì. Sử dụng chu thần phụ thể về sau nhân diện ma chu thực lực đã là đạt đến trong nhân loại cao giai hồn đế trình độ. Không có thất kinh, ngay tại thiên nhận tuyết vẫn còn đang suy tư đồng thời, một bóng người đi vào thiên nhận tuyết chung quanh. Một mực tại sử dụng ảnh thân pháp ẩn nấp chính mình khí tức mộc thần cũng là giải trừ của mình quỷ ảnh trạng thái, phối hợp phía trên tật ảnh trạng thái, mộc thần cũng là đi thẳng tới thiên nhận tuyết vị trí. Còn tốt thiên nhận tuyết vị trí cách mộc thần không có có bao xa, bằng không, mộc thần cũng là không có cách nào. Tay trái ám kim khủng trảo vừa hiện, sau đó mộc thần thanh âm non nớt vang lên. Người phối hợp ta sẽ mở một cái lỗ hổng. Thiên nhận tuyết đầu tiên là giật mình, cái gì thời điểm chung quanh thế mà còn có những người khác? Thế mà ngay cả mình đều không có phát hiện. Mặc kệ, nếu là trợ giúp chính mình, thiên nhận tuyết cũng là lập tức làm ra phản ứng của mình. Thứ ba hồn kỹ, thiên sứ thánh trảm. Thiên nhận tuyết thánh kiếm chém ra kiếm mang nặng nề mà đánh vào mạng nhện phía trên, mặc dù không có trực tiếp chém phá mạng nhện, nhưng là một thần tiếp xuống ám kim khủng trảo cũng là hoa tại giống nhau vị trí phía trên, rốt cục phá vỡ một lỗ hổng sau đó lỗ hổng bị liên tiếp mở rộng mộc thần không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp lôi kéo thiên nhận tuyết tay kéo ra cùng nhân diện ma chu khoảng cách thiên nhận tuyết cảm giác mình tay bị một người giữ chặt vô ý thức muốn hất ra nhưng nhìn đến mộc thần bộ dáng nghiêm túc cũng là chế trụ chính mình theo bản năng suy nghĩ cũng liền mặc cho lấy mộc thần lôi kéo tay của mình hết thảy đều phát sinh ở trong điện quan hỏa thạch nhân diện ma chu thấy thế cũng là phát ra tiếng gào thét trầm thấp sau đó nện bước dài nhỏ chân nhện phóng tới một thần. Ngươi mang theo ta bay thẳng đi, đầu này vạn năm nhân diện ma chu hôm nay nhã tơ số lần đã sử dụng hết, chúng ta đánh bất quá bây giờ nhân diện ma chu. Một thần tay trái ám kim khủng trảo, tay phải đế long kiếm, nhìn trước mắt nhân diện ma chu nói ra. Xong, hiện tại kiếm đấu la đoán chừng cùng bảo hộ thiên nhận tuyết võ hồn điện người hiện tại đoán chừng đánh nhau. Làm đến hiện tại hai người đều không có người bảo hộ, Mộc thần cũng là hoàn toàn bó tay rồi. Nhưng là sinh hoạt có vẻ như cũng là tràn đầy các loại trùng hợp. Ta còn có thể bay đi, nhưng là mang theo ngươi lại không được. Thiên nhận tuyết buông lỏng ra một thần tay nói ra. Lúc ấy một thần thì mộng bức, thiên nhận tuyết, ngươi không phải dự định lấy oán báo ân đem ta một người bỏ ở nơi này cùng nhân diện ma chu solo đi. Ta có thể đánh không lại ngươi, càng thêm đánh không lại cái này buồn nôn đồ vật a. À ta bây giờ còn có một phần ba hồn lực, ngươi cần phải. Thiên nhận tuyết lời còn chưa nói hết, liền thấy vàng tím hai đạo hồn hoàng, kim sắc đôi mắt đẹp cũng là sai lầm ngạc, thế mà chỉ là một cái đại hồn sư mà thôi thế mà cũng dám tới nơi này, mà lại một cái đại hồn sư còn tại thời khắc máu chốt cứu mình. Vốn là còn lấy tâm tư khác thiên nhận tuyết cũng là thu hồi chính mình tiểu tâm tư, trong tay thánh kiếm cũng là lóe lên. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế vì mình liều lĩnh đây không phải một cái không não người, cũng không phải một cái vô tri người, dù sao một cái nắm giữ thứ hai hồn hoàng cũng là ngàn năm đồng thời còn hiểu hơn nhân diện ma chu nhã tơ số lần hạn chế không phải một đứa ngốc, nhưng là thế mà bốc lên cực lớn mạo hiểm tới cứu mình. Người trước ngăn chặn nó, ta còn có sau cùng thủ đoạn. Một thần cũng là hạ quyết tâm, cửu long trâm. Tốt, nhưng là ta kéo không được thời gian rất dài. Thiên nhận tuyết ngược lại là không do dự đã làm ra quyết định của mình như vậy thì buông tay đi làm sau đó thiên nhận tuyết thân hình chính là phóng tới nhân diện ma chu mà một thần thì là nhắm mắt lại hệ thống sử dụng hai cái cửu long trâm một thần kêu gọi hệ thống nói đinh ký chủ sử dụng hai cái cửu long trâm ký chủ toàn phương vị thuộc tính sắp tăng lên tới lúc đầu gấp ba hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng sẽ là truyền đến một thần phía sau lưng cũng là nhiều hơn hai cái màu xanh long trâm, vững vàng cắm ở một thần phía sau lưng đồng thời cũng phóng thích ra năng lượng bàn bạc. Bà. Hai mộc thần có thể rõ ràng cảm thụ được chính mình các loại thuộc tính tăng lên cực nhanh, hồn lực, thân thể tố chất, tinh thần lực, tốc độ, lực lượng chờ một chút đều là đều là đạt được cực nhanh tăng lên. Rất nhanh, một thần khí tức cũng sẽ là ổn định lại, thở ra một hơi về sau, thân hình cũng là biến mất ngay tại chỗ. Để nhất hồn kỹ, ngân quan lạc nhận một thần đạo thứ nhất màu vàng hồn hoàng dâng lên sau đó trong tay đế long kiếm trảm chỗ một đạo kiếm quan màu bạc mang theo sắc bén kiếm khí lao thẳng tới nhân diện ma chu đem nhân diện ma chu cùng thiên nhận tuyết thân hình trực tiếp kéo ra về sau một thần không có dừng lại lâu thân hình như là quỷ ảnh đồng dạng trong nháy mắt đi tới nhân diện ma chu trước mặt ngươi thiên nhận tuyết ý thức được một thần đột nhiên phát sinh đại to lớn biến hóa cũng là kinh ngạc nhưng là dù cho thực lực mức độ lớn tăng lên về sau một thần thế mà trực tiếp mặt đối trước mắt Chu thần phụ thể trạng thái dưới nhân diện ma chu, phải biết cho dù là chính mình cũng chỉ có thể là trì hoãn mà thôi. Nhân diện ma chu chân nhận hung hăng đâm vào một thần vị trí, nhưng lại là cắm vào một thần trước đó cái bóng vị trí, sau đó mấy đầu chân nhận đâm vào một thần, nhưng là đều không ngoại lệ chính là đều bị một thần tránh đi, toàn bộ đánh vào một thần hư ảnh vị trí. Ảnh thân pháp tật ảnh tu luyện đến khác một cảnh giới, di hình hoáng ảnh tuy nhiên ngươi thấy mộc thần vị trí ở nơi đó nhưng là kỳ thật cái kia chỉ là vừa mới tàn ảnh mà thôi trừ phi đối phương tinh thần lực tương đối cường đại có thể khóa chặt cùng dự phán mộc thần vị trí nếu không rất khó đánh trúng cái trạng thái này phía dưới mộc thần mộc thần đế long kiếm không ngừng mà làm sâu sắc thiên nhận tuyết lưu lại sâu nhất kiếm ngân phía trên mỗi một lần công kích đều là rơi vào nhân diện ma chu cùng một cái vết thương làm đến nhân diện ma chu cũng là càng thêm khó chịu thả chậm công kích của mình, mấy đầu chân nhện song song, như cùng một cái quạt điện một dạng rốt cục đem một thần đá bay ra ngoài. Một thần thân thể cũng là hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, cự lực làm đến một thần cảm thấy mình ngủ tạng đều lệch vị trí một dạng, khóe miệng cũng sẽ là chảy ra máu tươi. Chính mình đánh lâu như vậy, cũng chỉ là con kiến gặm con voi một dạng, nhưng là đối phương một kích cơ hồ thì để cho mình bị thương nặng như vậy thế. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Trên mũi đao vũ giả Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cố nén kịch liệt đau nhất, một thần nhắm mắt lại, đạo thứ hai hồn hoàng sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, phá diệt trảm một thần thân hình lần nữa di hình hoán ảnh đi tới nhân diện ma chu trước mặt trong tay để lòng kiếm thế mà trực tiếp đột phá nhân diện ma chu màu đen sát ngoài phải biết đây là thiên nhận tuyết thứ tư hồn kỹ đều không thể làm được nhưng là một cái đại hồn sư thứ hai hồn kỹ làm được sau đó thế mà trực tiếp phá vỡ một cánh tay lớn nhỏ vết thương một thần ám kim khủng trảo trực tiếp vương vào trong đó sau đó đem bên trong suy yếu kêu một đoàn loạn cũng mặc kệ là cái gì nội tạng dù sao cũng là quấy thành hỗn loạn Ba đồng thời Mộc Thần không ngừng biến hóa thân hình của mình, trên tay một lần phát lực, đem cái này đạo thương miệng mở rộng đến nhân diện Ma Chu gần phân nửa chủ thể, đại lượng buồn nôn chất nhầy theo nhân diện Ma Chu thể nội chảy ra, nhân diện Ma Chu cũng sẽ là liều mạng dãy dụa. Nhưng đều bị Mộc Thần tránh đi, hoàn thành đây hết thảy về sau, Mộc Thần cũng là tránh ra thân thể của mình vị, kéo nhanh khoảng cách. Phía sau lưng của mình đều là bị mồ hôi lạnh làm ướt có trời mới biết vừa mới tại nhân diện ma chu chung quanh động thủ đến cỡ nào đạt được mạo hiểm, ngoại trừ không ngừng run rung thân thể bên ngoài, mỗi lần mỗi lần kia chân nhện vung vẫy dường như đều có thể đánh tới chính mình, nhưng đều bị chính mình hiểm lại càng hiểm tránh đi, có thể xưng trên mũi đau vỏ giả. Thiên nhận tuyết đệ nhất hồn kỹ thì là một mực phát huy tan rã cùng chậm lại nhân diện ma chu hồn lực tác dụng, mặc dù không có cùng một thần huấn luyện chung qua, vẫn là hai người lần thứ nhất liên thủ, nhưng là hiệu quả nhìn qua còn là rất không tệ. Đối với cái này kẻ tài cao gan cũng lớn bé trai, Thiên Nhận Tuyết cũng là nhiều một kính nể cùng nhìn thẳng vào, không nhìn lầm, đó là ám kim khủng trảo hùng xương bàn tay. Thứ hai hồn kỹ cũng hẳn là ám kim khủng trảo hùng cho, bằng không hiệu quả sẽ không như thế cường. Hai người vẫn là thuộc về tại bờ vực sinh tử vừa đi vừa về thăm dò, mộc thần cũng là thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Cảm giác hồn lực của mình hao hết thời điểm, mộc thần cũng là rút lui đi ra thiên nhận tuyết cũng là không có ngơ ngác nhìn mà chính là đem chuyện kế tiếp giao cho mình hiện tại nhân diện ma chu đối với mình tới nói uy hiếp đã không có lớn bao nhiêu mộc thần song mắt thấy cuối cùng người ngã xuống mặt ma chu cũng là thở dài một hơi sau đó liền đã hôn mê cửu long trâm tuy nhiên để thực lực của mình đạt được tăng gấp bội tăng lên nhưng là mộc thần tiếp nhận thân thể phụ tải cũng là rất lớn nhất là sử dụng không thuộc về mình lực lượng thiên nhận tuyết nhìn trước mắt trốt cục người đã chết mặt ma chu cũng sẽ là thở dài một hơi vạn năm tu vi nhân diện ma chu xác thực sau mình bây giờ phải mạnh mẽ hơn nhiều cái này còn phải may mắn mà có tiểu gia hỏa kia tiểu gia hỏa kia thiên nhận tuyết đi tới mộc thần trước mặt nhìn đến mộc thần một mặt thanh tú bộ dáng thiên nhận tuyết cũng là cắn cắn môi anh đào của mình tên ngu ngốc này bất quá thực lực cùng thủ đoạn xác thực đa dạng nhìn lấy mộc thần non nớt bộ dáng đoán chừng 10 tuổi cũng chưa tới đi. Nhưng chính là người như vậy, thế mà cứu mình, trình độ nào đó nói, thực lực cùng thủ đoạn thế mà so với chính mình còn mạnh hơn. Thiên nhận tuyết phức tạp nhìn một thần một dạng, sau đó đem một thần đỡ lên, sau đó vác tại trên lưng của mình, muốn trước tìm một chỗ khôi phục hai người hồn lực, bằng không, một khi lại tới một cái ngàn năm hồn thú, hai người cũng phải chết ở cái này tiểu địa phương. Qua hơn một canh giờ về sau, một thần cũng là mở ra ánh mắt của mình, nhưng lại phát hiện có một ít không thích hợp Hả? Chính mình làm sao tại trong một cái sơn động? Còn có, thân thể của mình chuyện gì xảy ra Làm sao bị những thứ này lung ta lung tung nhánh dây một dạng đồ vật cuốn lấy Ta không phải là bị thực vật hồn thú khốn trụ A à? Mộc thần một chút làm theo ý nghĩ của mình Sau đó nhìn đến thiên nhận tuyết đi đến Nhìn đến mộc thần tỉnh về sau cũng là có chút kinh hỉ tiểu gia hỏa này khôi phục năng lực xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mình a à. xem ra chính mình tuy nhiên là lần đầu tiên làm như vậy nhưng là có vẻ như hiệu quả cũng không tệ lắm cái kia ngươi có thể giúp ta trước giải khai trên người những thứ này nhánh dây sao đâu ta có chút không thở nổi hơn nữa còn ảnh hưởng tới ta hồn lực cùng thương thế khôi phục mà lại ta chịu là nội thương ngươi làm như vậy vô dụng một thần có chút im lặng nói ra cảm tình mình bị bọc thành bánh chưng là thiên nhận tuyết kiệt tác muốn không phải mộc thần biết đi qua đều muốn cho là mình cùng thiên nhận tuyết có cái gì thù một dạng a à, ta ta còn tưởng rằng cái này là có thể chữa thương thực vật không có ý tứ a à, thiên nhận tuyết nghe được mộc thần mà nói cũng là khuôn mặt ửng đỏ nàng còn cho là mình làm không tệ sự thật chứng minh chỉ là cá nhân đoán mò mà thôi thiên nhận tuyết cũng là đem cột vào mộc thần trên người nhánh dây giải khai tay ngọc thỉnh thoảng lại tiếp xúc đến một thần thân thể. Mà một thần thì lại nhìn trước mắt thiên nhận tuyết tuyệt mỹ bộ dáng cũng là có chút ngơ ngác, khoảng cách gần như vậy nhìn, thiên nhận tuyết mỹ bày ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, một thần nhìn lấy cái kia thiên nga giống như thon dài cái cổ, liền muốn nhìn xuống thời điểm. Một thần. Đau cũng khoái lạc lấy, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa sao? thiên nhận tuyết bị mộc thần chăm chú nhìn cũng là nhìn không được hỏi đứa trẻ này nhì giống như có chút không thành thật dáng vẻ bất quá nhỏ như vậy hài tử đoán chừng cũng chỉ là hiếu kỳ đi thiên nhận tuyết cũng là không có suy nghĩ nhiều ngươi có thể so sánh hoa muốn trong tốt hơn nhiều tư kiểm kê mộc thần bị thiên nhận tuyết kiểu nói này cũng là lấy lại tinh thần tự như là đồng tâm cảm giác chẳng lẽ mình thì nông cạn như vậy sao không nhìn ở bên trong tốt à có vẻ như bây giờ còn chưa có đến nhìn ở bên trong một bước kia, quan hệ vẫn chưa tới. Tuổi còn nhỏ, tâm địa gian dảo nhiều như vậy, sau khi lớn lên ngươi cũng sẽ là một cái chuyên môn lừa gạt nữ hài tử hoa tâm đại cụ cải, hư. Thiên nhận tuyết tức giận nói ra, cũng sẽ là đem một thần trên người nhánh dây toàn bộ giải khai. Cái kia, ngươi tuổi nhỏ như thế, tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? À? Thiên nhận tuyết ngồi ở bên cạnh hỏi ta là tới thu hoạch thu hoạch ta thứ hai hồn hoàng, đã thu hoạch, nhưng là về sau tại vận mệnh chỉ dẫn phía dưới, ta đến nơi này. Một thần mặt không đỏ tim không đập nói. Người gia hỏa này. Thiên nhận tuyết cũng là nâng tráng, nhưng là cũng không có tiếp lấy hỏi tới, hắn nhìn ra được, một thần không muốn nói nói đến, như vậy chính mình thì sẽ không bắt buộc hắn nói. Vậy ngươi lại là vì sao lại xuất hiện nơi này a à? Một thần hỏi ngược lại giống như ngươi vì thu hoạch hồn hoàng, chỉ bất quá ta thu hoạch chính là ta thứ năm hồn hoàng thôi, nhưng là trên đường gặp đầu kia nhân diện ma chu. Thiên nhận tuyết thở dài một hơi nói ra. Cho dù là cho tới bây giờ, thiên nhận tuyết vẫn như cũ là không có thu đến xà mâu cùng thứ đồn đấu la tin tức, cũng không biết là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thứ năm hồn hoàng. Ngươi bây giờ đã cấp 50 rồi. Ngươi bây giờ nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi mà thôi a. À. Một thần một mặt kinh ngạc nhìn lấy thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết cũng là ngạo kiều nâng lên đầu của mình nói ra. Đây không phải là ta thiên phú thế nhưng là đại lục đệ nhất. Đại lục đệ nhất. Tốt à, có vẻ như không có có vấn đề rất lớn. Dù sao thật tính toán ra, thiên nhận tuyết cũng là cái thứ nhất thành thần. Lợi hại lợi hại. Một thần hóa thân tiểu mê đệ cho thiên nhận tuyết vỗ vỗ tay cái này khiến thiên nhận tuyết cũng là lộ ra mỉm cười, đem nàng quyến rũ lần nữa tăng lên một cảnh giới, để một thần cũng là có chút thất thần. Ngươi cũng rất không tệ a, à, thế mà làm đến ta đều làm không được sự tình, một cái đại hồn sư mà thôi, thế mà đều có thể đối một đầu vạn năm nhân diện ma chu tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Đúng, năng lực của ngươi vô cùng kỳ lạ, võ hồn của ngươi là kiếm. Nhưng là tại ngươi sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ thời điểm, dường như nhiều một cổ đồ vật, cái kia chính là cái gọi là kiếm khí sao thiên nhận tuyết tò mò hỏi cho dù là võ hồn điện có được nhiều như vậy đỉnh phong cao thủ nhưng là không ngoài dự tính không có sử dụng kiếm võ hồn cho dù là nắm giữ kiếm võ hồn nhưng là cũng tu luyện không đến kiếm đấu la cảnh giới kiếm võ hồn sở hữu giả không chỉ một mà kiếm đấu la chỉ có một cái tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Cùng thiên nhận tuyết sung sướng thời gian. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kiếm đạo tu luyện giả ngoại trừ tự thân võ hồn bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là cần thiên phú cực cao, trong đó phân làm kiếm khí, kiếm thế. Mộc thần sau đó đem kiếm đấu la truyền thụ cho đồ vật của mình tại thiên nhận tuyết trước mặt đại khái lặp lại một lần, còn pha tạp chính mình cá nhân tu luyện cảm ngộ. Thiên nhận tuyết cũng là không ngừng mà gật đầu, dường như mở ra tân thế giới cửa lớn đồng dạng, còn thỉnh thoảng thỉnh giáo mộc thần là tu luyện thế nào. Tuy nhiên nàng thiên sứ võ hồn chủ yếu thủ đoạn không phải kiếm bản thân, mà là mình thiên sứ thần lực. Hai người cứ như vậy mở ra máy hát mà thiên nhận tuyết cũng là hóa thân thành làm một cái hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng mà cùng một thần trò chuyện với nhau. Trong lúc bất tri bất giác, một thần cùng thiên nhận tuyết cũng là nói chuyện gần hơn nửa canh giờ. Cho nên nhìn như vậy đến, tiểu thần, thiên phú của ngươi xác thực rất cao a. À? Tiên thiên mãn hồn lực, mà lại hiện tại mới 8 tuổi, cũng đã là cấp 23 đại hồn sư. Còn nắm giữ ngoài phụ hồn cốt cùng mạnh mẽ như vậy thứ hai hồn kỹ, thứ hai hồn hoàng vẫn là đạt đến ngàn năm trình độ. Nhưng là tiểu thần ngươi phải nhớ kỹ, dạng này bí mật ngươi không nên nói lung tung, nếu không rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Thiên nhận tuyết nhìn lấy mộc thần cũng là cảm thán nói, võ hồn điện trong tin tức chưa nghe nói qua mộc thần dạng này thiên tài hồn sư, nhưng nếu như là cái kia nữ nhân ác độc. Đối với không biết thiên tài hồn sư, hoặc là để bản thân sử dụng, hoặc là hủy diệt. Tuyết nhi tỷ tỷ cũng rất lợi hại a. À? mới bất quá 15 tuổi, cũng đã là một cái chuẩn hồn vương, mà lại võ hồn rất cường đại, trọng yếu nhất chính là, vóc người vô cùng vô cùng xinh đẹp. Một thần cũng là nhìn lấy thiên nhận tuyết cười nói. Ngươi cái này tâm địa gian dảo, đúng, ngươi thiên phú tốt như vậy, ta có một chỗ có thể đề cử ngươi đi, ngươi có thể tu luyện tới cao hơn cấp độ. Ở nơi đó, ngươi sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng tốt hơn bình đại thiên nhận tuyết lên ý muốn lôi kéo thử dò xét nói. Ngươi nói là võ hồn điện sao? Một thần nhìn lấy thiên nhận tuyết hỏi. Từng, võ hồn điện thế lực trải rộng đại lục, nắm giữ trên đại lục vượt qua sáu thành hồn sư, tại hồn sư giới là một cái bá chủ tồn tại. Nếu có thể, ngươi cùng lão sư của ngươi cũng đều có thể cùng nhau gia nhập võ hồn điện, ta có thể xác định võ hồn điện nhất định là mười phần hoan nghênh. Thiên nhận tuyết nói ra. Cái này ung ục, một thần cái bụng đột nhiên vang lên, tràn diện nhất thời có chút lúng túng. Cái kia, ta cũng đói bụng, bất quá ngươi sẽ làm cơm sao? Ta sẽ không. Thiên nhận tuyết cũng là có chút đỏ mặt nói ra, nói đến chính mình cũng là đói bụng. Nhưng là mình làm một cái tỷ tỷ giống như niên kỹ nhân vật thế mà lại không nấu cơm, có chút xấu hổ, có vẻ như mình quả thật chưa từng có học qua những vật này, đều là võ hồng điện phía dưới người mới sẽ đi làm những chuyện này ngoại trừ tu luyện, võ hồn điện đại nghiệp cùng gia gia, nàng tự hộ đối với những chuyện khác đều không có để bụng qua. Vậy dĩ nhiên là sẽ, phải biết, ta thế nhưng là một cái trù thần cấp bậc tồn tại. Một thần ngược lại là đại khí nói. Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài trước tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trước đi, tuyết nhi tỷ tỷ. Một thần nói ra, trong cơ thể của mình thương thế tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng là ảnh hưởng không phải lớn như vậy, ra ngoài gãi gãi cá cái gì hẳn là không có vấn đề tốt thiên nhận tuyết tuy nhiên không biết vì cái gì chính mình sẽ đối với một cái mới nhận biết mấy canh giờ hài tử nói nhiều lời như vậy muốn biết mình tại võ hồng điện thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có cùng người đồng lứa nói chuyện qua có lẽ là chính mình võ hồng cùng thiên phú quyết định chính mình quá cao ngạo xem thường bất kỳ người đồng lứa mà một thần thiên phú để hắn lại nói chuyện với mình tư cách cùng lực lượng cùng hứng thú lại có lẽ chính mình không phải một cái coi trọng những thứ này thực lực cùng lợi ích bên ngoài đồ vật, chỉ muốn liều mạng tu luyện, chứng minh cho nữ nhân kia nhìn, không muốn lãng phí thời gian tại những người khác trên thân. Lại có lẽ, những người kia chỗ đó không chiếm được chính mình cần đồ vật, từ nhỏ thiếu thốn đồ vật có lẽ làm đến tình cảm của mình bế tắc đi. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi nhìn. Con cá này có phải hay không rất màu mỡ a? À? Một thần tay cầm một cái nhánh cây, mặt trên còn có một đầu vừa mới bị xỏ xuyên khoảng 20 can ti mét cá tươi, còn thỉnh thoảng đang đông đưa. Ừm, tiểu thần, ngươi muốn ta tìm đồ gia vị ta cũng tìm được một chút, mà lại ta còn phát hiện một chút cây nấm, nhìn qua nhìn rất đẹp, cũng không biết có thể ăn được hay không, ta thì đều mang về. Thiên nhận tuyết theo chính mình trong hồn đạo khí lấy ra gừng, tỏi chờ một chút phối liệu, hơn nữa còn có không ít lớn chừng bàn tay màu đỏ cây nấm. Không biết vì cái gì, thiên nhận tuyết nhìn đến mộc thần dạng này nụ cười chân thành cùng khoái lạc bộ dáng, nàng cũng bật cười, có lẽ đây cũng là chính mình một mực thiếu thốn A. Ách, cái kia. Tuyết nhi tỷ, những cái kia có độc, không thể ăn. Mà lại độc tố vẫn còn tương đối cường cái chủng loại kia, sau khi ăn xong chúng ta liền có thể nằm tắm tắm cái chủng loại kia. Một thần có chút nhìn không được cười nói đối với cái này mười ngón không trám nước mùa xuân thiên nhận tuyết cũng là không thể tại phương diện này ông hy vọng quá lớn, có thể nhận được những thứ này phối liệu kỳ thật đã rất tốt. À, ngươi cười cái gì, thằng nhóc con. Thiên nhận tuyết cũng là cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, dậm chân. Chính mình thân là đường đường thần nữ, thế mà tại một cái thằng nhóc con trước mặt mất thể diện nhiều lần như vậy. Sau đó một thần cũng là ngừng lại, nhìn đến thiên nhận tuyết cái này bộ dáng khả ái mộc thần cũng là cảm thấy càng thêm tâm động. Tốt, chính mình xác định, một, gặp, gặp, sắc, chung, lên, tình, ý. Một mộc thần sau đó đem trong tay nhánh cây cũng là nhét vào trên bờ, sau đó hai tay hát nước. Thiên nhận tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị bị mộc thần tập kích, trên người cung trang cũng sẽ là có chút bị làm ướt, trên trán tóc vàng cũng là có chút dán tại non mịn da thịt phía trên thiên nhận tuyết đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng có chút chần chờ về sau, thế mà cũng là bỏ đi dậy của mình, nhảy tới trong nước. Hai người bắt đầu trong nước đại chiến, lẫn nhau hát nước. Tuyết nhi tỷ tỷ, chơi nước thì chơi nước, làm sao còn tức giận đánh người rồi. Một thần có chút ủy khuất mà nhìn xem thiên nhận tuyết, bản tới chơi thật tốt, nhưng là đằng sau thiên nhận tuyết thế mà trực tiếp nhào lên đem chính mình đánh cho một trận. Còn tại sự ấm thiên nhận tuyết cũng là có chút đắc ý nhìn một thần liếc một chút, biểu môi ba nói ra. Vậy thì thế nào? Nhìn đến một thần như vậy, ủy khuất, bộ dáng, thiên nhận tuyết cảm giác mình thế mà cảm giác mười phần khoái cảm, chẳng lẽ khi dễ cái này thằng nhóc con để cho mình cảm giác rất sung sướng? Không dám thế nào? Nhìn đến thiên nhận tuyết lần thứ nhất phóng thích thiên tính của mình, một thần đột nhiên cảm thấy một thần rụt rụt đầu của mình, nhìn đến trước mắt cá nướng đã là hoàn thành, cũng là chủ động lấy xuống, sau đó cười đưa tới thiên nhận tuyết trước mặt. Thiên nhận tuyết cũng là trực tiếp nhận lấy, nhìn trước mắt tản ra mùi hương cá nướng, mặt ngoài đã là bị nướng vàng rực vàng rực, bề ngoài ngược lại là phi thường không tệ. Thiên nhận tuyết nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác được cá nướng tươi non cùng mùi thơm cũng là nhẹ gật đầu, đừng nói, cái này cá nướng cho dù là võ hồn điện đám kia thực vật hệ hồn sư cũng làm không được dạng này mỹ vị. Tuyết nhi tỷ, ăn ngon đi, ta thế nhưng là thần cấp đầu bếp tồn tại. Một thần cũng là nếm thử một miếng, còn tốt không có lật xe, bằng không, tại mình thích nữ hài trước mặt thì so sánh lúng túng. Còn có thể đi, tiểu thần, hiện tại trời cũng đã đen, chúng ta là dự định ở chỗ này qua đêm sao. Thiên nhận tuyết nhìn bên ngoài liếc một chút chi rồi nói ra. Ừm, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là hiện ở chỗ này lấy qua một đêm đi, nơi này đã là tiếp cận với lạc nhật xâm lâm khu vực trung tâm vạn năm hồn thú cũng không ít, chúng ta tầm mắt cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, một khi gặp hồn thú vây quanh lời nói, vậy ta thì gặp, ngươi hồn lực cần phải cũng không đủ bay thẳng ra ngoài đi. Tuyết nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ không một người bay đi, lưu lại ta một người ở chỗ này đi, một thần thảm như vậy mà nhìn xem thiên nhận tuyết, dường như thiên nhận tuyết muốn vứt bỏ nam nhân của mình một dạng. Cái này khiến thiên nhận tuyết cũng là có chút tức giận khinh bỉ nhìn trước tiểu gia hỏa liếc một chút. Tốt, đừng giả bộ, ta buổi tối hôm nay thì lưu tại nơi này, hí tinh một dạng. Thiên nhận tuyết vừa nói vừa là hung hăng cắn một cái trong tay cá nướng, dường như đem cá nướng trở thành một thần đồng dạng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Phân biệt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Người cái này thằng nhóc con đi ra thế mà còn mang theo chăn mình. Thiên nhận tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn lấy một thần theo trong hồn đạo khí lấy ra một cái chăn, mặt trên còn có lấy một thần hỏi cùng một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Đây là một thần mỗi lần dùng để luyện thể về sau mùi thuốc nhi, ngược lại là rất tốt ngửi. Thiên nhận tuyết giới cùng một thần hai người cùng một chỗ nằm tại một đống khô cạn lá cây cùng cam thảo phía trên, Mặc dù có chút không thoải mái Nhưng là vẫn có thể chìm vào giấc ngủ Tiểu thân Ngươi nói nếu như về sau ta có thế một mực dạng này liền tốt Không cần cả ngày mang theo mặt nạ Không cần có lấy nặng như vậy tâm cơ cùng gánh vác Ta cũng không muốn dạng này Nhưng là dường như thiên đường cùng địa ngục Không có ta lựa chọn quyền lợi Chỉ có ta bị lựa chọn vận mệnh Ba nếu là có thể cùng một cái bình thường nữ hài đồng dạng Ta nguyện ý biến đến phổ thông Thiên nhận tuyết nhẹ giọng nỉ non nói nhưng là một thần vẫn là nghe đến, trong nội tâm cũng là đau lòng lên, cô bé này tuổi thơ a, thật là khó có thể tưởng tượng là làm sao vượt qua. Mà cái này bi kịch, không có mình, sợ rằng sẽ xuyên qua Thiên Nhận Tuyết một đời. Nhưng là mình tới, thì nhất định sẽ không giống nguyên tác một dạng phát triển tiếp. Thiên Nhận Tuyết vốn là muốn cùng một thần nói ra tiếng lòng của mình, nhưng là thân phận của mình cùng gánh vác làm mệnh quan hệ quá trọng đại, vẫn là không có nói ra, cứ như vậy đi hai người người cứ như vậy yên tĩnh nằm tại một cái sơn động bên trong chỉ có đống lửa còn đang từ từ thiêu đốt nhưng là hướng về phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống đống lửa ánh sáng cũng là chậm rãi ảm đạm xuống mà thiên nhận tuyết vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút đỏ mặt cùng thẹn thùng chính mình còn là lần đầu tiên cùng một cái khác phái nằm tại cùng một chỗ tuy nhiên lần lượt nói với chính mình đối phương chỉ là một đứa bé tuy nhiên hai người vẫn là có một khoảng cách nhưng cho tới bây giờ nhưng là hiện tại vẫn là vượt ra khỏi thiên nhận tuyết tâm lý tiếp nhận phạm vi. Sớm biết có thể như vậy, chính mình còn không bằng trực tiếp rời đi, hoặc là trực tiếp mang theo đứa trẻ này nhi trực tiếp rời đi, mặc kệ sẽ sẽ không gặp phải gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là một thần thì không đồng dạng, rất nhanh chính là ngủ thiếp đi, một ngày này xuống tới, chính mình thật là rất mệt mỏi. Chung quanh truyền đến đều đều tiếng hít thở, mà thiên nhận tuyết vẫn không khỏi đến cảm giác mười phần an lòng cuối cùng cũng là trong lúc bất tri bất giác ngủ thiếp đi tuy nhiên điều kiện đơn sơ nhưng là thiên nhận tuyết còn là lần đầu tiên như thế an lòng có lẽ là coi là người bên cạnh lại có lẽ là mình làm một cái chân chính nữ hài cần phải có tâm tính sức sống ngây thơ lãng mạn đi thiên nhận tuyết cuối cùng cũng là ngủ thiếp đi hai người thì tại dạng này yên ắng trong hoàn cảnh vượt qua một đêm sáng sớm ngày thứ hai thiên nhận tuyết phát giác được có người đang âm thầm quan sát lấy chính mình cũng là mãnh liệt tỉnh lại trong tay tay áo trượt ra một cây dao găm chính là muốn trực tiếp đâm vào người trước mặt nhưng nhìn đến là mộc thần về sau cũng là hô thở ra một hơi sau đó thu về một bên mộc thần vốn đang đang thưởng thức ngủ mỹ nhân cũng là dọa đến run một cái cô bé này à cũng không biết là đã trải qua cái gì mới sẽ biến cái bộ dáng này mộc thần mang theo thương tiếc ánh mắt trời giường sau đó đi ra ngoài tìm tìm đồ làm bữa sáng mà Thiên Nhận Tuyết thì là cắn bờ môi của mình không biết nên nói cái gì, đây đúng là những năm gần đây chính mình dưỡng thành cảnh giác thói quen, không nghĩ tới vẫn là vô ý thức bị phát động. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết phát hiện một thần qua một đoạn thời gian thế mà vẫn chưa trở về, cũng là có chút kỳ quái, cũng là đi đi đến. Nhưng là phát hiện một thần không có ở nơi này. Chỉ để lại một cái nướng sông con thỏ cắm ở nướng trên kệ, bên cạnh còn để lại một đoạn văn, không khó coi ra đây đều là dùng kiếm khắc họa đi ra, bút họa mười phần cường tráng mạnh mẽ. Tuyết Nhi tỷ tỷ, có thể cùng ngươi gặp gỡ đúng là thượng thiên đem đến cho ta may mắn cùng duyên phận. Mặc dù mới nhận biết không đến hai ngày, nhưng là ta phát hiện giống như thích ngươi, là giữa nam nữ cái chủng loại kia thích không? Ta không biết, nhưng là ta chỉ biết là tâm động. Ta biết bí mật của ngươi rất nhiều, ta cũng không có chủ động đến hỏi, dù sao chính ta đều có rất nhiều bí mật bảo lưu lấy. Ngươi vừa mới cử động không phải để cảm thấy hoảng sợ, mà chính là cảm thấy đau lòng. Tha thứ cho ta đi không từ giả, nhưng là lão sư của ta đã đang tìm ta. Nếu như tương lai trong vòng ba năm, ta và ngươi gặp nhau lần nữa. Mặc kệ ngươi biến đến như thế nào, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng không muốn đang suy nghĩ còn lại, dù sao cùng ta ngủ một đêm người, ngươi có thể vẫn là thứ nhất. Chú thích ta cảm thấy ngươi là một cái đáng yêu thiên sứ nữ hài nhi, phần này khí chất nhớ kỹ không muốn mất đi à, chỉ ít tại trước mặt của ta muốn như vậy. Bằng không, ta sẽ tức giận. Thiên nhận tuyết xem một thần lưu lại chữ một bên về sau, thiên nhận tuyết cũng là tâm tình biến đến phức tạp, thằng nhóc con biết cái gì, một câu nói sau cùng này nói, vẫn là rời đi sao. Sau đó lau đi một thần lưu lại những chữ này. Nhưng là rất nhanh, thiên nhận tuyết chính là nghe được hai đạo thanh âm quen thuộc tiểu thư ngươi không sao chứ chúng ta tìm ngài một đêm một đạo kinh hỷ bên ngoài tràn ngập thanh âm mệt mỏi truyền đến thiên nhận tuyết cũng là thấy được hai vị khoan thai tới chậm xà mâu cùng thứ đồn đấu la hai người hô lấy đại khí bay đến thiên nhận tuyết bên người xác nhận thiên nhận tuyết không có xảy ra chuyện về sau cũng là rốt cục thở dài một hơi mặc dù có chút chật vật quần áo trên người phía trên đều là xuất hiện không ít bị trực tiếp cắt động cùng một số tinh tế vết thương nhưng là không có có nhận đến cái gì lớn thương thế thiên nhận tuyết muốn là xảy ra chuyện gì hai người bọn họ cũng không cần về võ hồng điện ta không sao hai vị trưởng lão vì cái gì hôm qua không nhìn thấy các ngươi bóng người thiên nhận tuyết khôi phục chính mình băng lãnh kim sắc đôi mắt đẹp nhìn lấy hai đại phong hào đấu la chất vấn muốn là tiểu thần chưa từng xuất hiện đoán chừng chính mình liền sẽ chết tại cái kia đầu nhân diện ma chu trên tay, lớn như vậy trách nhiệm, nếu là không cho ra một cái lý do hợp lý, chính mình liền sẽ cùng gia gia hảo hảo mà nói chuyện sự kiện này. Tiểu thư, là bởi vì lạc nhật xâm lâm bên trong không biết không biết vì cái gì xuất hiện một người khác, kiếm đấu la, chúng ta lo lắng kiếm đấu la sẽ biết tiểu thư thân phận đối kế hoạch sinh ra ảnh hưởng hoặc là đối tiểu thư bất lợi. Cho nên chúng ta thì xuống tay trước, đều có thắng bại, nhưng là về sau kiếm đấu la chủ động rời đi lạc nhật xâm lâm chúng ta đã tới tìm tìm tiểu thư nhưng là chỉ phát hiện một đầu bị giết chết vạn năm nhân diện ma chu chúng ta lo lắng tiểu thư thụ thương sau đó đem tìm suốt cả đêm xà mâu đấu la nhỏ giọng nói ra kiếm đấu la thất bảo lưu ly tông kiếm khí lão sư thiên nhận tuyết một người nhỏ giọng nỉ non nói nguyên lai chi như vậy phải không chính mình không phải cần phải đã sớm đoán được một thần lão sư cũng là kiếm đấu la sao. Nói cách khác một thần là thất bảo lưu ly tông người. Thiên nhận tuyết nghĩ thông suốt hết thảy, cũng là có chút thống khổ nhắm lại cặp mắt của mình. Nếu là như vậy, vậy còn không bằng không gặp nhau, hữu duyên vô phận, còn không bằng không có có duyên phận. Nghĩ không ra chính mình mười vài năm đã qua, cái thứ nhất có thể nói chuyện với nhau cùng chơi đùa người thế mà lại là mình đã định trước địch nhân coi như quên chuyện của hai ngày này đi, thiên nhận tuyết, ngươi cùng hắn không phải người một đường, các ngươi đã chú định chỉ có thể là địch A. À. Thiên nhận tuyết xoay người, xóa đi chính mình một chút nước mắt, sau đó cũng là một người yên lặng đi hướng lạc nhật xâm lâm chỗ càng sâu. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu A? À? Thứ đồn đấu la hỏi. Thu hoạch thứ năm hồn hoàng thiên nhận tuyết lạnh nhạt nói a à, tiểu thư ngươi sẽ còn nướng thỏ a à, nhìn qua còn rất thơm dáng vẻ ta xà mâu đấu la nhìn trước mắt nướng thỏ xoa xoa đôi bàn tay hỏi nhưng là thiên nhận tuyết sau đó thì trở lại đem con thỏ lấy đi còn trừng xà mâu đấu la liếc một chút cái này để cho hai người có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi theo đinh hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ tại thiên nhận tuyết trước mặt trang bức thành công nhân vật. Thiên nhận tuyết, lấy 10 làm căn bản đơn vị tính toán, nhân vật trình độ trọng yếu. Bốn viên tinh, dù sao cũng là hậu kỳ mới xuất hiện, bút mực không nhiều, sáu thực lực. Tìm lực. Năm viên tinh hệ thống tổng hợp đánh giá chín viên tinh, ký chủ có thể đạt được 9 lần bức cách tăng thêm, thu hoạch được bức cách 90, trước mắt ký chủ bức cách vì 2090. Mà tại một bên khác, Mộc thần thì là thấy được giữa không trung một mặt lo lắng kiếm đấu la cũng là hô lớn một tiếng, kiếm gia gia. Ta ở chỗ này. Kiếm đấu la theo thanh âm thấy được một thần bóng người về sau cũng sẽ là thở dài một hơi, còn tốt tiểu tử này không có ra chuyện. Tiểu thần, ta không phải sớm thì phân phó ngươi đi ra bên ngoài sao? Ngươi cũng không biết, ta tìm ngươi tìm đến cỡ nào nóng lòng. Bất quá may ra, ngươi không có xảy ra chuyện, hiện tại trực tiếp về tông môn, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Kiếm đấu la bắt lấy một thần tay nhỏ cũng là trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Vẫn còn may không phải là điều hổ ly sơn, kiếm đấu la cũng là có chút lòng còn sợ hãi, nói với chính mình lần sau làm việc trước đó nhất định muốn suy nghĩ càng nhiều phương diện. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 trở về thất bảo lưu ly tông. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kiếm gia gia, trước đó ngươi nói đại phiền toái có phải hay không gặp phải còn lại cao giai hồn sư rồi. một thần vừa đi liền hỏi. Ừm, thì là trước kia chúng ta cùng ngươi nói qua võ hồn điện người, là hai cái phong hào đấu la. Ta cùng bọn hắn đánh một trận, hơi chiếm thượng phong, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhanh chóng đánh bại bọn họ. Đằng sau ta lo lắng là Điệu Hổ Ly Sơn, bọn họ chân chính mục tiêu là ngươi, ta liền trực tiếp chủ động hướng mặt ngoài đuổi đến. Bọn họ cũng không có truy ta, sau đó phía sau ngươi đều biết. Kiếm đấu la nói ra. Một mình ngươi đánh bại hai cái phong hào đấu la sao? Kiếm gia gia. Một thần kinh ngạc nhìn lấy Kiếm đấu la. Một mặt là Kiếm đấu la bản thân thực lực xác thực đủ mạnh mẽ, một phương diện khác bảo hộ thiên nhận tuyết hai cái phong hào đấu la hồn lực đẳng cấp xem ra sẽ không quá cao, khẳng định không đạt được võ hồn điện cung phụng trình độ, cũng chính là cấp 95 trở lên tồn tại. xác suất lớn cũng là xà mâu cùng thứ đồn đấu la, lại thêm hiện tại thiên nhận tuyết niên kỷ, hẳn là đã chui vào thiên đấu đế quốc, chỉ bất quá thời gian cần phải tới nói còn không dài. Một bất quá dạng này cũng tốt, như vậy hiện tại thiên nhận tuyết nên bái trữ phong trí vi sư, về sau gặp mặt xác suất cũng sẽ lớn hơn nhiều, như vậy cơ hội của mình cũng sẽ nhiều một chút. Thiên nhận tuyết, mình tuyệt đối sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không để thiên nhận tuyết biến đến cùng nguyên tắc một cái xuống tràn. Mà muốn làm đến cái này chút, như vậy tiền đề một trong chính là mình có đầy đủ thực lực cường đại. Chắc hẳn, hiện tại thiên nhận tuyết đã biết mình là kiếm đấu la đệ tử, lấy trước mắt võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông quan hệ trong đó, hai người muốn cùng một chỗ, khó a à. Võ hồn điện muốn thống nhất đại lục thất bảo lưu ly tông phản đối làm như thế, song phương lập trường đều là quá mức, kiên định, vững chắc, mình muốn điều hòa cái này mâu thuẫn. Hai người nói cũng là leo lên trở về xe ngựa, lái về phía thất bảo lưu ly tông, mà lạc nhật xâm lâm bên trong, chỉ để lại thiên nhận tuyết cùng xà mâu cùng thứ đồn đấu la. Chỉ bất quá hai đại phong hào đấu la phát hiện tâm tình của tiểu thư có chút không đúng, đối với mình thứ năm hồn hoàng hồn thú phá lệ, tàn bạo, nhưng là hai người cũng không dám nói lời nào hai người về tới thất bảo lưu ly tông về sau, kiếm đấu la cũng là đem chuyện nào cùng trữ phong trí cùng cốt đấu la nói rõ, ba người một thời gian cũng là lo lắng, rõ ràng chính mình giữ bí mật biện pháp đã làm đến tốt như vậy, nhưng là thế mà còn là để võ hồn điện biết rồi. Vẫn là nói võ hồn điện tại lạc nhật xâm lâm bên trong có kế hoạch gì, chỉ là vừa tốt gặp mà thôi, nhưng là trên thực tế bọn họ cũng không biết tiểu thần tình huống. Nhưng là vì lý do an toàn, ba người vẫn là nhất trí quyết định để Mộc Thần Đàn Hoàng đợi tại thất bảo lưu ly tông bên trong, an tâm tu luyện đi. Tổng kết lại cũng là bị ổi phát dục, đừng lãng. Mộc Thần nhìn thoáng qua trước mắt tiểu công chúa Trữ Vinh Vinh cũng là nhẹ gật đầu, cái nha đầu này hiện tại cũng có cấp 21. Nhưng là nàng bây giờ mới 8 tuổi nhiều, đem so sánh với lúc đầu 12 tuổi cấp 26, tiến độ này thế nhưng là gia tốc rất nhiều. 12 tuổi trước đó, nếu như có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững nỗ lực kiên trì tu luyện đồng thời đầy đủ lợi dụng được tông môn tư nguyên gần đây tương lai chưa hẳn thì so đường tam kém bao nhiêu dù cho thiên phú so ra kém đường tam nhưng là tiểu công chúa có tư nguyên cũng không phải hiện tại đường tam có thể so sánh đơn giản cùng trữ phong trí cùng cốt đấu la nói rõ chính mình thứ hai hồn hoàng hiệu quả cùng mình ngoại phụ hồn cốt về sau mộc thần cũng là dự định trở lại chuyên thuộc tại phòng tu luyện của mình bên trong minh tưởng tu luyện hồn lực đồng thời nghĩ một hồi giải quyết như thế nào võ hồng điện cùng thất bảo lưu ly tông ở giữa mâu thuẫn có thể hay không chung sống hòa bình hai đợi đến một thần cùng trữ vinh vinh đi về sau kiếm đấu la nói ra phong trí tiểu thần cố gắng như vậy tu luyện tuy nhiên có thể nói không có vấn đề nhưng là trừ tu luyện ra tiểu thần còn phải làm chút việc khác hắn là người không phải một người tu luyện máy móc thân là một thần lão sư kiếm đấu la cũng không hy vọng một thần dạng này chỉ biết là tu luyện trừ mình ra mấy người cùng vinh vinh tiểu thần đối với tông môn hắn thái độ của hắn chỉ có thể nói là so sánh đồng dạng đầy đối với tương lai tiểu thần tiếp nhận thất bảo lưu ly tông thế nhưng là bất lợi gần nhất tông môn không phải muốn nâng hành đệ tử ở giữa luận bàn trận đấu sao liền để tiểu thần cùng vinh vinh làm tổ hai người dự thi tăng tiến cùng tông môn còn lại đệ tử ở giữa liên hệ đi trữ phong trí suy tư trong chốc lát chi rồi nói ra. Phong trí, đây chính là tông môn chỗ có thế hệ tuổi trẻ ở giữa luận bàn, tuổi tác cùng tiểu thần sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải một điểm nửa điểm, thậm chí lớn đã tiếp cận 20 tuổi, hồn tôn thậm chí cao hơn tồn tại. Thì không sợ để tiểu thần cùng vinh vinh tu luyện về sau lòng tin bị đà kích đến sao. Cốt đấu la có chút lo âu nói ra, nếu như chỉ là một đối một, theo tiện nhân nơi đó tình huống đến nhìn, tiểu thần có thể cần phải có thể vượt cấp đánh bại hồn tôn. Nhưng là một khi là một chọi hai, vẹn vẹn chỉ là tiểu thần một người lại thêm vinh vinh 30% tốc độ cùng lực lượng tăng thêm, cốt đấu la vẫn như cũ là không thế nào nhìn kỹ. Mà lại tiểu thần cùng vinh vinh tâm tính rất cao, một khi thua ở thế hệ tuổi trẻ trên tay, vô luận là đối với về sau một thần cá nhân uy vọng dựng nên còn là tu luyện về sau tới nói, cốt đấu la đều là cảm thấy đây là không có lời. Nói tóm lại, Cốt đấu là cảm thấy tiểu thần thực lực còn chưa đủ đầy đủ, thua đại giới không đáng. Cốt thúc không cần lo lắng, coi như vinh vinh cùng tiểu thần không địch lại, nhưng là tiểu thần cùng vinh vinh niên kỹ dù sao cũng là còn tại đó, dù cho không địch lại, cũng là không gì đáng trách. Phóng tầm mắt nhìn tới, tông môn có thể đạt tới hơn 20 cấp đại hồn sư, ngoại trừ vinh vinh cùng tiểu thần, cái nào niên kỹ không phải tại 10-12 tuổi trở lên. Trên phương diện khác, tiểu thần tâm tính thành thục không lại bởi vì hiện tại thất bại thì đọa hạ xuống, vinh vinh cái nha đầu kia chớ đừng nói chi là, nhiều lắm là cũng chính là hướng chúng ta phàn nàn vài câu mà thôi, căn bản cũng không có loại kia tất thắng khái niệm. Huống chi, ta không cho rằng tiểu thần cùng vinh vinh liền sẽ thua. Trữ phong trí cười nói. Nắm giữ cường đại như vậy thiên phú và võ hồn, vượt qua kiếm thúc kiếm đạo tu luyện thiên phú, đồng thời bản thân còn vẫn luôn cố gắng như vậy tu luyện trữ phong trí cũng muốn tận mắt nhìn hiện tại một thần thực lực đã là đạt đến dạng gì cảnh giới, thì tiếp lấy cái này bình đài nhìn xem tông môn đệ nhất thiên tài phong thái. Ừm, ta cũng đồng ý phong trí ý nghĩ, mà lại ta tự tay chỉ đạo đi ra đệ tử, ta đối tiểu thần thực lực có sung túc lòng tin. Thì tông môn những cái kia lệch ra dưa. Hừ hừ ta nói là, tông môn những người khác tới nói, ta cảm thấy tiểu thần càng hơn một bậc. Kiếm đấu là cảm giác mình có chút, nói sai, cũng là đổi giọng nói ra. Đã các ngươi đều nói như vậy, như vậy để tiểu thần cùng vinh vinh hai người tham gia đi. Cốt đấu la cũng vẫn đồng ý. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.